Cô gái bất hạnh này đang mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chỉ còn 6 tháng để cô nhìn lại cuộc đời đầy bi thảm của mình. Nhưng còn một thứ tồi tệ hơn đang chờ cô ở phía trước, đó là cảnh người chồng sau bao năm chung sống lại đi ôm ấp với cô bạn thân nhất của mình. Ji Won sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều mất sớm, cứ tưởng như sau sự bất hạnh đó thì ông trời sẽ đổi lấy cho cô một gia đình đúng nghĩa sau khi cưới, nhưng không. Bà mẹ chồng xấu tính suốt ngày chửi rủa khi cô chưa thể sinh cho bà ta một đứa cháu nội. Những lúc như thế này người phụ nữ luôn cần một người chồng bên cạnh để bảo vệ, nhưng cô cũng không có được điều đó. Min Wan là một người chồng đầy tệ bạc, tính tình của anh ta khác hẳn so với lúc còn tán tỉnh và yêu Ji Won. Anh ta chỉ coi trọng mẹ mình, còn với cô vợ thì mọi thứ bỏ ngoài tai. Mặc dù gia đình đang nợ nần chồng chất, nhưng Min Wan vẫn bỏ công việc để theo đuổi giấc mơ làm giàu từ chứng khoán. Ji Won lúc đó đã ra sức khuyên ngăn nhưng chẳng thể nào. Ở công ty, Ji Won phải làm việc cực lực hơn những nhân viên khác, rồi khi trở về nhà cô lại phải đối diện với những thứ còn tồi tệ hơn. Cũng chính vì những áp lực dồn nén đó mà trong người Ji Won bắt đầu hình thành căn bệnh quái ác này. Lúc nghe bác sĩ thông báo về bệnh tình của mình thì người cô như chết lặng. Nhưng thay vì cảm thấy thương hại cho cô con dâu Ji Won, thì bà mẹ chồng lại quay sang thương xót cho cậu con trai của mình. Bà cho rằng Min Wan thật sự bất hạnh khi lấy một người vợ vô dụng như vậy. Min Wan cũng có cùng suy nghĩ đó, nhưng điều anh ta lo sợ là ai sẽ nấu cơm cho mình sau khi Ji Won mất đi. Cả hai mẹ con vô tư trò chuyện một cách trơ trẽn như vậy, để mặc cho Ji Won ngồi một góc đằng kia, và hẳn là cô đã nghe hết tất cả những gì mà họ nói. Không lâu sau đó Ji Won phải vào bệnh viện để điều trị, cô ở lại một mình mà chẳng có bất kỳ một ai bên cạnh để chăm sóc. Thậm chí người chồng tệ bạc còn không đóng tiền viện phí giúp cô, Ji Won đã nhiều lần gọi điện và nhắn tin nhưng anh ta chẳng thèm bắt máy. Điều mà Ji Won không thể ngờ tới lúc này là anh ta đang bận hẹn hò với cô bạn thân nhất của cô ngay tại nhà mình. Vừa mới chạm mặt cả hai liền vồ lấy nhau như hai con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày. Họ chẳng ngần ngại trao cho nhau những nụ hôn đầy mùi dục vọng để mặc cho cô vợ, cô bạn thân bên kia đang loay hoay tìm người giúp đỡ. Ji Won sau đó phải tự bắt taxi về nhà để tìm chồng, ngồi trên xe bác tài xế cũng biết bệnh tình của cô. Ông khuyên Ji Won nghĩ đến những điều tích cực hơn, thay vì nghĩ đến những thứ tồi tệ rồi chờ đến ngày rời khỏi thế gian này. Ngay sau đó bác tài xế bất ngờ rẽ sang một con đường khác, họ băng qua một đường hầm sâu thẳm và đầy tăm tối, phía cuối đường hầm là thứ khiến Ji Won phải cảm thấy kinh ngạc. Cô như đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác, một con đường tuyệt đẹp phủ kín những bông hoa anh đào. Nó như thể phản ánh cuộc đời của Ji Won vậy, cô đã trải qua một cuộc sống đầy tăm tối, đây là lúc để cô gạt bỏ hết mọi thứ tồi tệ trước đó để hướng đến một cuộc sống tươi sáng hơn. Khi đến nơi, ông chú tốt bụng này lại không lấy tiền của Ji Won, vì hôm nay là ngày cuối cùng ông ấy làm tài xế. Ông muốn cô nhận nó xem như là của một người bố cho con gái tiền tiêu vặt, mặc dù ít ỏi nhưng biết đâu, nó sẽ đem đến cho cô những điều may mắn khác. Sau một hồi năn nỉ thì cô mới chịu nhận lại số tiền này. Ji Won sau đó lê từng bước trên chiếc cầu thang dài đầy mệt nhọc, nhưng những gì cô sắp chứng kiến còn kinh khủng hơn thế nhiều. Trước mắt Ji Won là cảnh cặp đôi khốn nạn kia đang nằm bên cạnh nhau, cả hai còn bàn bạc về việc sẽ nhận một số tiền bảo hiểm lớn sau khi Ji Won qua đời. Min Wan đã biết trước điều này vì bố cô cũng từng mất vì bệnh ung thư, đồng thời anh ta cũng nhìn thấy cô vợ ngày càng gầy gò hơn. Thế nên Min Wan đã mua bảo hiểm cho Ji Won một cách gian lận, anh ta còn hứa sẽ mua cho ả tiểu tam So Min những món đồ hiệu mà cô muốn. Nhìn cảnh tượng này và những gì họ nói thì bầu trời như sụp đổ trước mắt Ji Won, cô chưa từng nghĩ đến những thứ kinh tởm này kể cả là trong giấc mơ. Một người chồng tệ bạc ngoại tình đã đành, nhưng càng tồi tệ hơn khi người đó là bạn thân nhất của mình, người mà suốt thời gian qua cô luôn một lòng tin tưởng. Để đạt được mục đích sớm hơn, ả So Min còn có ý định trừ khử Ji Won ngay bây giờ. Nghe đến đây Ji Won không thể chịu đựng thêm nữa, cô liền tung cửa bước vào chửi rủa hai con người khốn kiếp đó. Nhưng thay vì cảm thấy tội lỗi thì Min Wan lại quay sang lo lắng cho ả tình nhân, cả hai lạnh lùng rời khỏi đó để mặc cho Ji Won gào thét trong vô vọng. Nhưng Ji Won không thể nào để bọn họ đi một cách êm đẹp như vậy được, cô túm tóc So Min để cho ả ta một bài học về kẻ đã phá hoại gia đình người khác. Thấy thế Min Wan liền ngăn cản cô vợ của mình lại, anh ta thẳng tay đẩy Ji Won ngã về phía sau. Cú ngã cực mạnh đó khiến Ji Won ra đi mãi mãi, còn Min Wan thì chẳng có một chút gì lo lắng, anh ta đang lên kế hoạch để che giấu đi những gì mà bản thân đã gây ra. Nhưng thật bất ngờ khi Ji Won hồi sinh lại về 10 năm trước, có vẻ như ông trời đang muốn giúp cô thay đổi đi số phận nghiệt ngã của mình. Người mà cô gặp đầu tiên lại chính là tên khốn Min Wan, thời điểm mà anh ta vẫn đang còn yêu Ji Won một cách mặn nồng. Ji Won tỏ ra hốt hoảng rồi hét toáng cả lên, cô còn rượt đuổi và chửi bới tên bội bạc đó khiến cả công ty náo loạn. Nhìn thấy cảnh tượng này, trưởng phòng Hyun liền ra tay ngăn cả, vì bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc. Lúc này Ji Won mới nhận ra đây không phải là giấc mơ, cô thật sự đã quay ngược thời gian về 10 năm trước. Ji Won hoảng loạn đến mức phải té ngã, chiếc bình trên bàn suýt nữa đã rơi trúng người cô nếu như không có sự giúp sức của Hyun. Ngay sau đó cô bạn thân So Min cũng liền chạy vào hỏi thăm tình hình, nhưng với những gì mà cô ta đã làm trước đó thì Ji Won không thể nào quên được. Cô liền bỏ chạy khỏi công ty trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hyun cảm nhận có điều gì đó bất thường nên lúc nào anh cũng có mặt bên cạnh Ji Won.
Hyun sau đó phải bắt taxi để đưa cô về nhà, rồi anh còn đưa một ít tiền cho Ji-won vì anh biết điện thoại và ví tiền của cô đều nằm ở công ty rồi. Trở về căn nhà quen thuộc, cô vẫn chưa thể tin với những gì đang diễn ra, cô liền mở tủ lạnh ra để kiểm tra. Những thực phẩm trong đó đều có ngày sản xuất và hạn sử dụng từ năm 2013 và chắc hẳn đây hoàn toàn không phải là giấc mơ. Ji-won sau đó lấy ra số tiền mà Hyun đã đưa mình, tại đây cô bất ngờ khi thấy một tờ tiền quen thuộc. Nó chính là tờ tiền mà bác tài xế tốt bụng đã cho cô, nhìn hình trái tim vẽ trên đó cô lại nhớ đến người bố của mình, ông ấy cũng từng làm điều tương tự. Bố Ji-won luôn muốn làm những điều tốt đẹp cho cô con gái, dường như ông ấy là người đã giúp cô quay lại khoảng thời gian này. Để cô có thể thay đổi số phận, trả thù cho những kẻ đã hãm hại mình, đồng thời cô sẽ gặp lại anh chàng trưởng phòng tốt bụng Hyun, người mà cô từng bỏ lỡ ở trước đó. Trong lúc đang bồi hồi xúc động khi nghĩ về bố thì tiếng chuông gọi cửa vang lên, một lần nữa Ji-won lại bối rối trước sự hiện diện của tên khốn Min-won. Anh ta đến đây để rủ Ji-won đi ăn tối, để không làm Min-won nghi ngờ thì cô vẫn luôn tỏ ra bình thản. Tại đây anh ta thắc mắc về những hành động kỳ quặc của Ji-won, anh ta nghĩ cô đang mang thai nên tính tình mới thay đổi thất thường như vậy. Nghe được điều này khiến Ji-won hốt hoảng, nhưng cô cũng chợt nhớ ra bản thân đã từng nói với Min-won như thế. Lúc đó cô ăn không tiêu nên cứ nghĩ là có em bé, nhưng thật ra là cô bị viêm dạ dày do căng thẳng. Dường như đây là thời điểm mà Ji-won bắt đầu sinh bệnh, càng nghĩ đến cô càng căm phẫn tên bội bạc này hơn. Min-won tỏ ra lo lắng cho cô, anh ta sợ nếu có con thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cô trong lúc này. Thế nên anh ta muốn Ji-won đi phá cái thai đó, nghe đến đây cô cũng thừa nhận luôn bản thân không hề có thai, chỉ là do viêm dạ dày. Tại đây Ji-won muốn được chấm dứt mối quan hệ với anh ta, cô lạnh lùng rời đi trước sự ngỡ ngàng của Min-won. Anh ta tức giận chạy theo Ji-won để hỏi lý do, thứ anh ta muốn chẳng phải là tình yêu, anh ta chỉ muốn dựa dẫm vào cô vợ giỏi giang như Ji-won, thế nên anh ta sẽ chẳng bao giờ muốn chia tay cô cả. Nghe tiếng cãi vã thì mọi người quanh đó liền chạy đến, cả hai sau đó cũng được đưa đến đồn cảnh sát để làm việc. Vì Ji-won không bị thương tích gì cả nên chẳng thể tố cáo được tên khốn đó, nên cô đành phải bỏ qua cho anh ta vụ việc này. Trở về nhà Min-won tiếp tục nhắn tin cho cô để xin lỗi, anh ta hứa sẽ đi mua cho cô một chiếc túi nếu cổ phiếu được giá. Nghe đến đây Ji-won chợt nhớ đến câu chuyện trong quá khứ, lúc đó Min-won đang nghiên cứu về cổ phiếu của Joy Gentle khi nó đang tăng giá. Không một chút suy nghĩ cô liền dùng hết số tiền của mình để tìm mua cổ phiếu đó, cô tin khi mình thắng đậm thì bản thân sẽ có được một cuộc sống đúng nghĩa. Sáng hôm sau Ji-won liền đi kiểm tra sức khỏe, may mắn thay cô chỉ bị viêm dạ dày nhẹ, cô muốn giữ sức khỏe thật tốt để không đi vào vết xe đổ trong quá khứ. Ngay sau đó Ji-won tìm đến thư viện để đọc sách, ở đó cô bất ngờ chạm mặt anh chàng tốt bụng Hyun. Để thay lời cảm ơn cho những gì mà anh đã làm giúp cô hôm trước, thì cô sẽ mời anh đi ăn một bữa. Tại đây Ji-won bị xao xuyến bởi độ đẹp trai và lịch thiệp của Hyun, nó thật sự khác với những gì mà cô còn nhớ về anh ấy. Đúng lúc đó Ji-won bất ngờ nhìn thấy vết sẹo trên tay Hyun, nó thật sự giống vết sẹo của cô khi đang mắc ung thư dạ dày. Anh ấy có đôi chút bối rối nên chẳng giải thích gì thêm, sau đó cả hai chia tay nhau ra về trong vui vẻ. Sáng hôm sau khi đến công ty, Ji-won luôn tìm mọi cách để né tránh Min-won, cô vờ như không nghe thấy khi anh ta cứ gọi tên mình. Đúng lúc đó So-min cũng có mặt bên cạnh Ji-won, cô ta muốn biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà gọi điện nhắn tin nhưng không trả lời. Ji-won nói rằng hôm qua mình bận xem một chương trình về hôn nhân và gia đình, có một người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối và cô ấy thấy chồng mình cùng cô bạn thân đang ôm ấp trên giường. So-min tỏ ra sửng sốt trước tin đó, cô ta cho rằng cô bạn thân đó thật kinh tởm, trong khi cô ta sắp là nhân vật chính trong câu chuyện này rồi. Trong lúc cố tránh né sự đeo bám của Min-won, thì Ji-won suýt chút nữa đã đâm vào cô tạp vụ, một lần nữa Hyun lại có mặt đúng lúc để giúp cô. Ji-won liền chợt nhớ ra cảm giác lúc nãy rất giống với những gì cô đã từng gặp, cô tự hỏi phải chăng bản thân có thể tự thay đổi được số phận của mình. Ra bên ngoài cô tiếp tục chạm mặt Min-won nên liền bỏ chạy, nhưng rồi cô cũng va phải một anh chàng khác. Đến đây Ji-won mới nhận ra bản thân cuối cùng cũng sẽ bị thương, chỉ là sớm hay muộn và không thể nào né tránh đi những sự việc đã diễn ra trong quá khứ. Nhưng điều lạ lùng là vết thương trên tay cô lại biến mất, cô đã từng bị bỏng nên đã để lại một vết sẹo trên tay, cô tin chắc rằng bản thân đang bỏ lỡ điều gì đó. Trong giờ ăn trưa Ji-won liền nhớ ra mình đã từng thấy cảnh tượng này trong quá khứ, lúc đó ả So-min cố tình va vào người cô, rồi ả còn cố tình đổ thức ăn lên mặt cô nữa. Nghĩ đến đây Ji-won phải thay đổi đi sự việc đó, khi ả So-min quay lại thì Ji-won liền đá vào chân cô ta, So-min ngã về hướng Min-won rồi đổ thức ăn lên người anh ta. Ji-won liền vào vai diễn để tỏ ra quan tâm lo lắng cho Min-won, nhưng trong lòng thì cảm thấy vô cùng hả dạ vì đó là thứ mà cả hai đáng phải nhận. Ji-won sau đó vào nhà vệ sinh, tại đây cô nghe thấy tiếng cô đồng nghiệp cầu xin giúp đỡ vì quên mang theo băng vệ sinh. Ji-won liền đi lấy nó giúp cô ấy, cô đồng nghiệp Jae-on cảm thấy rất biết ơn Ji-won, kể từ đó cả hai cũng bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Bên này Hyun tìm đến một nhà hàng trong thành phố, anh đến để gặp anh đầu bếp En-ho. Hyun cần anh ấy làm cho mình một việc quan trọng, mà việc đó có liên quan đến cuộc đời của Ji-won.
Hyun sau đó trở về công ty thì bắt gặp cô ấy. Tại đây Ji-won nhắc đến việc Hyun từng hỏi mình có rảnh vào ngày chủ nhật không. Hôm đó cô có một buổi họp lớp cũ nhưng đang cân nhắc có nên đi hay không, Hyun liền khuyên Ji-won nên đến đó. Dường như anh ấy biết được những khó khăn mà Ji-won đang gặp, việc anh ấy tìm gặp En-ho cũng là một phần trong đó. Trở về bàn làm việc, Ji-won bất ngờ nhận được một món quà của So-min, cô ta tặng cho Ji-won một đôi khuyên tai và muốn cô đeo nó trong buổi họp lớp. Nghĩ đến những rắc rối trong quá khứ khi mình đeo đôi khuyên tai này, thì Ji-won lại cảm thấy bực tức hơn thay vì vui vẻ. 10 năm trước khi cô đến buổi họp lớp đó thì bị mọi người khinh thường, lúc đó chỉ có một mình So-min là quan tâm đến cô. Nhưng đằng sau đó là những bí mật đầy thâm hiểm của ả ta, Ji-won lúc đó chẳng dám ngồi vào bàn tiệc nên đành phải trốn trong nhà vệ sinh. Tại đây cô tiếp tục nghe những người bạn nói xấu mình, bọn họ cho rằng đôi khuyên tai mà Ji-won đeo giống y hệt của So-min, nhìn sơ qua cũng biết là hàng nhái. Đúng lúc đó cả nhóm chợt nhớ ra Ji-won không có ở bàn tiệc, chắc hẳn là cô ấy đang ở trong này. Rồi ả kia liền lục tung tất cả các phòng để tìm Ji-won, cho đến căn phòng cuối cùng thì bắt gặp cô. Cả ba tiếp tục chửi rủa Ji-won một cách thậm tệ, nghĩ đến đây thôi cũng khiến Ji-won cảm thấy sợ hãi, cô thể là sẽ không bao giờ đến buổi họp lớp đó. Cùng lúc này Ji-won lại bắt gặp Hyun, nhìn hộp đựng khuyên tai đó thì anh cũng thừa biết là hàng nhái. Anh ấy cũng từng nói như thế khi nhìn thấy cô đeo nó vào 10 năm trước, lúc đó cô chưa biết những việc tồi tệ tiếp theo sẽ diễn ra nên nghĩ anh ấy thật thô lỗ. Nhưng bây giờ thì khác, Ji-won khẳng định rằng bản thân sẽ không đeo nó đâu. Hyun ngỏ lời muốn được đưa cô về nhà, nhưng cô lại nói rằng hôm nay đã có hẹn với bạn trai. Ji-won sau đó hẹn gã bạn trai khốn nạn Min-won đến nhà mình, rồi cô ghé cửa hàng tiện lợi để mua thêm một chai rượu. Tiếp đến cô cũng nhắn tin cho ả So-min đến, Ji-won đang lên kế hoạch cho hai con người bỉ ổi đó đến với nhau đêm nay luôn, vì dù gì sau này cả hai cũng muốn thế. Nhưng khi trở về nhà thì bất ngờ Min-won đã có mặt ở đó rồi, cùng lúc này So-min cũng không muốn đến nhà cô nữa. Đang lo lắng khi kế hoạch đã bị phá sản thì Min-won xuất hiện ngay trước mắt, anh ta cứ nghĩ Ji-won gọi mình đến gấp là để sập sình bồng bềnh với nhau. Anh ta liền cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người trước mắt Ji-won, khiến cô hoảng hốt hét toáng cả lên. Thật may lúc đó có tiếng chuông gọi cửa vang lên, Ji-won nhanh chân liền ra mở cửa, hóa ra là anh nhân viên giao hàng. Mặc cho Min-won nói rằng không có đặt gà rán, nhưng anh ấy vẫn luôn miệng khẳng định là đúng địa chỉ. Khi anh giao hàng vừa rời đi thì Ji-won liền chốt chặt cánh cửa lại, cô để mặc cho tên khốn Min-won đứng ngoài kia cầu xin được vào. Anh ta gọi tên cô mãi nhưng cô không trả lời nên buộc lòng phải rời đi, ra bên ngoài Min-won vẫn đang còn rất bực tức. Hóa ra anh nhân viên giao hàng kia là người của Hyun, một lần nữa anh lại là người giúp Ji-won khi cô gặp khó khăn gì. Bên này En-ho thông báo với ông chủ rằng chủ nhật này sẽ không đi làm, hôm đó anh có một buổi họp lớp thời cấp 3. Ông chú kia ngạc nhiên khi En-ho luôn né tránh những buổi như vậy, vì ở đó có mối tình đầu làm tan nát trái tim của anh. Việc En-ho biết thông tin về buổi họp lớp đó cũng do Hyun nói ra, En-ho cũng không biết anh ấy là ai, nhưng anh ấy muốn En-ho phải có mặt hôm đó. En-ho cũng rất muốn được gặp lại mối tình đầu, vì anh muốn biết lý do gì mà cô ấy lại từ chối anh. Sáng hôm sau Ji-won kiểm tra giá cổ phiếu vừa mua thì nó đã tăng lên gấp đôi, cô tự nhủ nếu lương về thì sẽ tiếp tục đầu tư thêm vào đó. Ngay sau đó Ji-won và cô đồng nghiệp Jae-on có buổi hẹn đi ăn uống, những ngày qua cả hai ngày càng thân thiết với nhau hơn. Tại đây Ji-won cũng kể cho cô ấy nghe đang băn khoăn có nên đi họp lớp hay là không, vì mọi người ai cũng ghét cô cả, mặc dù cô chẳng biết lý do là gì. Jae-on khuyên Ji-won nên đến đó, phải đến hỏi thì mới biết lý do bọn họ ghét cô là gì, phải đối mặt với điều này chứ đừng chọn cách chạy trốn. Đồng thời Jae-on có cách để Ji-won trở nên tự tin về bản thân mình hơn, ngay sau đó cô đưa Ji-won đi làm đẹp. Từ tóc tai, trang điểm phấn son, cho đến những bộ trang phục hàng hiệu. Ji-won như thể biến thành một con người khác hẳn, bản thân cô cũng không thể nào nhận ra chính mình. Tối hôm đó Jae-on còn sang nhà Ji-won để ngủ lại, nhìn cô ấy ngủ say Ji-won mới nói lời cảm ơn cô ấy về tất cả mọi thứ hôm nay. Ngay hôm sau Ji-won diện nguyên một cây hàng hiệu sặc mùi tiền trên người, cô bước vào trước sự ngỡ ngàng của những kẻ từng khinh thường cô. Ả So-min cũng không thể ngờ người đứng trước mắt lại là cô bạn khờ khạo của mình, cô ta đứng hình trước sự quý phái của Ji-won. Phía đối diện cô bạn thường bắt nạt Ji-won chẳng có vẻ gì là hứng thú, cô ta cho rằng Ji-won đang bắt chước đôi khuyên tai của So-min. Nhưng những người còn lại liền nhận ra nó thật sự khác hẳn, đôi của Ji-won đẹp hơn rất nhiều so với đôi của So-min. Nghe được điều này khiến Ả So-min cảm thấy xấu hổ, việc cô ta tặng hàng nhái cho Ji-won là để nâng tầm bản thân mình lên, nhưng không ngờ hôm nay Ji-won lại đeo hàng thật. Trước đó Jae-on đã nhận ra đôi khuyên tai mà So-min tặng là hàng nhái, cô thừa biết ả đó cũng chỉ đang đeo hàng Z11 mà thôi, thế nên Jae-on đã cho Ji-won mượn đôi khuyên tai chính hãng này. Nhìn thấy mọi người cười cợt mình như vậy, So-min tức giận liền tháo đôi khuyên tai nhái đó ra ngay. Ji-won sau đó vào nhà vệ sinh như những gì đã diễn ra trong quá khứ, tại đây cô sẽ cho bọn họ thấy bản thân cô không còn dễ bắt nạt như lúc trước nữa. Ngoài kia cả ba đang đứng nói xấu về Ji-won, không để bọn họ tìm mình nữa, mà cô tự đạp văng cánh cửa rồi trao cho họ những ánh mắt sắt lẹm.
Nhìn Ji-won hùng hổ thế này khiến cả ba phải rén ngang, tất cả vẫn cho rằng Ji-won đang cố sao chép So-min khi đeo đôi khuyên tai y hệt cô ấy. Tại đây cô lấy ra đôi khuyên tai mà So-min tặng mình, nhìn vào đó thì họ cũng thừa biết đây là hàng nhái. Tiếp đến cả ba cho rằng Ji-won là người đã cướp đi anh chàng Min-won của So-min, nghe đến điều này khiến cô cảm thấy thật nực cười. Họ còn cho rằng nhờ có So-min giới thiệu mà Ji-won mới được vào làm việc trong công ty lớn, cô liền lấy danh thiếp của mình ra. Rõ ràng cô là một trợ lý của giám đốc, đã làm việc được 7 năm, trong khi So-min chỉ là nhân viên hợp đồng, chính Ji-won là người đã giới thiệu cho cô ta vào làm sau này. Ji-won sau đó gọi điện cho tên khốn Min-won để cho bọn họ thấy anh ta mới là người yêu của cô. Mọi thứ là quá đủ để cô hiên ngang bước ra bên ngoài, nhưng nhóm người kia vẫn chưa buông tha. Họ muốn hỏi về chuyện Ji-won từng là người phá đám So-min và En-ho đến với nhau, nhưng rõ ràng đó chỉ là câu chuyện mà So-min tự bịa ra. À ta với En-ho chẳng có mối quan hệ gì, nhưng lại nói dối rằng thời còn đi học cả hai đã từng hẹn hò, rồi cho rằng Ji-won là kẻ phá đám. Nghe đến đây Ji-won cũng đành bất lực trước miệng lưỡi của So-min, tất cả mọi người đều muốn Ji-won phải xin lỗi về chuyện này. Đúng lúc đó anh chàng đầu bếp En-ho bất ngờ xuất hiện, anh khẳng định rằng bản thân và So-min chưa từng hẹn hò với nhau. En-ho cũng chào hỏi Ji-won vì lâu rồi không gặp, anh rất bất ngờ khi biết Ji-won đã từng thích mình. Nhưng điều En-ho muốn hỏi là tại sao lúc đó cô lại từ chối anh, Ji-won ngại ngùng chẳng nói gì cả rồi liền rời đi. En-ho sau đó cũng liền chạy theo Ji-won, tại đây cô còn ngại ngùng nên nói rằng chưa bao giờ thích anh, chỉ là cảm nắng một chút thôi. Nhưng En-ho lại khẳng định bản thân rất thích Ji-won, đứng từ xa Hee-un đã chứng kiến tất cả nên anh liền gọi điện cho cô. Hee-un muốn hẹn cô ở khách sạn Winton để bàn về chuyện công việc, cô có đôi chút bối rối nên hẹn gặp anh sau 30 phút nữa. Vì biết Ji-won có việc gấp nên không thể nói chuyện lâu, thế nên En-ho đã xin số điện thoại của cô ấy. Bên này sau khi mọi việc đã được làm sáng tỏ thì chẳng còn một ai nghe lời à So-min nói nữa. Việc Ji-won bị chửi mắng suốt thời học cấp 3 cũng do những câu chuyện bịa đặt mà So-min đã tạo ra, cô ta bây giờ phải đối mặt với những thứ tồi tệ mà Ji-won từng dính phải. Tối hôm đó sau khi trở về nhà thì Ji-won nhận được điện thoại từ En-ho, cảm giác nói chuyện với anh ấy thế này cũng khiến cô bối rối. Tại đây En-ho nhắc lại câu chuyện năm xưa khi cô từ chối anh ấy, bức thư mà cô gửi En-ho vẫn còn đang giữ lại. Nghe được điều này khiến Ji-won cảm thấy ngạc nhiên, rõ ràng là cô chẳng gửi cho anh bức thư nào cả. En-ho cho rằng lúc đó đã thức nguyên đêm để viết thư bày tỏ tình cảm của mình, nhưng cô lại từ chối. Điều này nghe thật cô lý, nên Ji-won muốn được gặp En-ho và xem bức thư đó. Sáng hôm sau Ji-won vẫn giữ thần thái sang chảnh đó đến công ty, cô bước vào trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Gã khốn Min-won cũng thế, anh ta không thể nào nhận ra đây lại là người yêu mình. Min-won cố gắng thân mật hơn nhưng Ji-won luôn giữ khoảng cách, cô vẫn luôn giữ nụ cười đầy giả chân khi đối diện với anh ta. Đến cả trưởng phòng Hee-un cũng phải giật mình trước vẻ đẹp của Ji-won, anh bối rối tới mức chẳng thể làm chủ được bản thân. Ngay sau đó anh khuyên Ji-won không nên diện trang phục này đến công ty vì nó không hợp với cô, nhưng mọi người lại cho rằng Ji-won mặt nó trông rất đẹp. Vì quá bối rối nên Hee-un nói rằng chắc là do tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy không mang kính, nhưng rõ ràng là tối qua anh đã thấy Ji-won như thế này rồi. Sau giờ giải lao Min-won rủ Ji-won đi uống cà phê, suốt hôm nay anh ta luôn tỏ ra hứng thú khi thấy dáng vẻ này của cô người yêu. Min-won đang nghĩ trưởng phòng Hee-un đang thích Ji-won, nhưng cô liền phủ nhận điều đó. Trong lúc Min-won định trao cho Ji-won một nụ hôn, thì cô liền hất văng ly cà phê vào người anh ta, rồi cố tỏ ra hốt hoảng. Ngay sau đó So-min cũng chủ động tìm gặp Ji-won, cô ta muốn xin lỗi Ji-won vì những việc đã xảy ra. So-min thảo mai đến mức cho rằng không hiểu vì sao nhóm bạn cũ lại nói như vậy, nhưng làm sao Ji-won có thể tin những gì cô ta nói. Tại đây Ji-won tiết lộ sẽ đi gặp En-ho để làm rõ mọi chuyện, đồng thời cô sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, rồi cả hai liền trao cho nhau những nụ cười đầy gượng gạo. Sau khi tan làm Hee-un muốn được nói chuyện với Ji-won, anh vẫn đang còn thắc mắc về bộ trang phục mới lạ này của cô. Hee-un cho rằng Ji-won ăn mặc như vậy có phải vì lời của ai đó hay không, khi chính anh cũng đã đeo kính áp tròng theo như lời cô nói. Nhưng Ji-won liền phủ nhận điều đó, cô ăn mặc như vậy thì mọi người sẽ đối xử khác hơn và sẽ không khinh thường cô. Từ bây giờ Ji-won sẽ không khờ khạo bám theo chuyện hình thức nữa, mà cô sẽ làm tất cả mọi thứ vì chính bản thân mình. Trong lúc đứng đợi xe buýt thì Ji-won cứ nghĩ về Hee-un rồi tự mỉm cười. Đúng lúc đó cô bắt gặp cảnh anh ấy và Jae-on thân mật với nhau, Jae-on cảm ơn díu dít Hee-un vì đã mua cho mình một món quà gì đó. Trở về nhà những hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu Ji-won, cô tự hỏi cả hai có phải đang hẹn hò với nhau không và cô tin đó là sự thật. Bên này Hee-un trở về nhà liền tắm rửa, trên ngực anh bất ngờ có một hình xăm hình trái tim. Nó thật sự rất giống hình trái tim mà bố Ji-won hay vẽ lên tờ tiền, hóa ra trường hợp của anh cũng giống như cô ấy, đó là quay về quá khứ sau khi bản thân qua đời. Hôm đó Hee-un cũng có mặt tại tang lễ của Ji-won, anh là người đã thích thầm cô ấy từ lâu. Tại đây cảnh sát cũng có mặt để bắt giữ tên khốn Min-won cùng ả tình nhân So-min vì liên quan đến cái chết của Ji-won. Cả hai lúc đó liên tục kêu oan, rồi cho rằng đó chỉ là ngộ sát,
Hyun lúc đó đã chứng kiến hết tất cả mọi thứ. Anh cũng nghe nhóm bạn hay bắt nạt Ji-won đang bàn tán chuyện ngoại tình của So-min và Min-won, cùng lúc này En-ho cũng có đến viếng thăm. Đó là lý do mà Hyun biết rất rõ về câu chuyện của Ji-won, anh cảm thấy rất căm phẫn cho những kẻ đã làm hại đến cô ấy. Trên đường trở về, Hyun bất ngờ bị tai nạn giao thông, vụ việc đó khiến anh không thể qua khỏi. Cũng giống như Ji-won thì anh đột nhiên hồi sinh trở lại về 10 năm trước, nhưng có một điều Hyun không biết, đó là Ji-won cũng quay lại quá khứ giống như anh. Nhưng còn việc Hyun quen biết Ji-won xuất phát từ 8 năm trước, sau cái chết của bố thì cô ấy cảm thấy rất tuyệt vọng. Ji-won lúc đó đã uống rất say, sợ những thanh niên khác quấy rối cô nên Hyun đã chủ động đến bắt chuyện. Ngay sau đó cả hai ra một công viên gần đó để ngồi tâm sự, tại đây Ji-won kể hết mọi buồn phiền cho anh biết. Cô rơi vào tình trạng như vậy là vì vừa mất bố lại vừa chia tay với bạn trai, cô bây giờ chẳng có bất kỳ một người thân nào cả. Người mà cô tin tưởng nhất lúc này là cô bạn thân So-min, nhưng mỗi khi gặp khó khăn thì Ji-won chẳng thể nào liên lạc được với cô ấy. Thậm chí Ji-won thường bắt gặp bạn trai cười đùa với So-min, nhưng cô chẳng cảm thấy tức giận vì cô ấy chính là người bạn duy nhất của cô trong lúc này. Hyun cũng kể cho Ji-won nghe những nỗi lòng của mình, anh đã mất mẹ từ khi còn nhỏ. Sau đó anh phải sống với mẹ kế, mặc dù bà ấy rất tốt nhưng anh vẫn cảm thấy lạ lẫm, anh cho rằng bản thân mình cũng là một kẻ thất bại như Ji-won. Nhưng rồi bố anh cũng vừa mất cách đây không lâu, hai con người này phải nói là chung số phận, nhưng hoàn cảnh của cả hai thì hoàn toàn khác. Cứ như thế cả hai ngủ quên từ lúc nào không hay, cho đến khi bầu trời chuyển sáng. Thứ mà Hyun thấy đầu tiên lại chính là khuôn mặt của cô ấy, nhưng khi anh vừa chợt mắt thêm chút nữa, thì Ji-won đã rời đi không một lời từ biệt. Ngay hôm sau Hyun lại bắt gặp Ji-won trong trường, cô ấy đang ngồi tâm sự với một chú mèo. Ji-won trách móc anh chàng tối qua khi cho rằng Hyun đã làm gì đó với mình khi đang say. Rồi những ngày tiếp theo Hyun luôn bắt gặp cô ấy ngồi tâm sự với chú mèo đó, điều này lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác. Từ mùa hè nóng nực cho đến mùa đông lạnh lẽo. Nhìn thấy chú mèo không có chỗ ở thì anh cũng xây thêm một căn nhà gỗ. Ji-won nhìn thấy được căn nhà này thì rất ngạc nhiên, nhưng cô chẳng thể nào biết ai là người làm nó. Thậm chí chú mèo suýt bị tai nạn nếu như không có Hyun, vì anh thừa biết đây là người bạn duy nhất của Ji-won trong lúc này. Một thời gian sau Ji-won cũng xin được một chân vào công ty của hiện tại, thật trùng hợp khi đây lại là công ty của ông nội Hyun. Anh liền nhận ra Ji-won ngay, nhưng có vẻ như cô không hề biết anh là ai. Những ngày sau đó Hyun luôn chứng kiến cảnh cô ấy và Min-won bên cạnh nhau, nhìn thấy như vậy anh luôn tỏ ra tiếc nuối. Nếu như anh nói ra tình cảm của mình với Ji-won sớm hơn thì mọi chuyện chắc hẳn đã khác. Trở lại với thực tại, Hyun hôm nay đi làm với phong thái hoàn toàn khác, anh bảnh bao bước vào trước sự há hốc của tất cả mọi người. Ji-won cảm thấy vui về điều đó vì anh đã chịu thay đổi bản thân, nhìn thấy cô cười như vậy thì Min-won tỏ ra ghen tuông. Nhưng Ji-won lại bảo anh Hyun đã có bạn gái rồi, đáp lại Min-won cho rằng tất cả đàn ông trên đời này đều dối trá. Anh ta như thể đang nói về bản thân mình vậy khiến Ji-won phải bật cười, nhưng cô vẫn luôn tỏ ra bình thản. Ngay sau đó Hyun chủ động tìm gặp Ji-won để mời cô đi ăn tối, nhưng xui xẻo thay hôm nay cô ấy đã có hẹn mất rồi. Tối đó Ji-won tìm đến nhà hàng của En-ho, tại đây cô muốn xem lại bức thư mà hôm trước anh đã nhắc đến. Bên trong là những câu từ xúc phạm En-ho, Ji-won tỏ ra bất ngờ khi bản thân chưa từng viết những thứ này, nhưng nó đúng là chữ viết của cô. Điều mà Ji-won nghĩ đến bây giờ là chắc có lẽ So-min đã giả chữ viết của mình ra bên ngoài cô tiết lộ cho En-ho biết bản thân đã có bạn trai rồi. Anh thắc mắc có phải là anh chàng dáng người cao đeo kính gọng sừng không, anh ấy trông lịch lãm và còn đeo đồng hồ xịn nữa. Ji-won liền nhận ra người En-ho miêu tả là trưởng phòng Hyun, đồng thời En-ho nói rằng chính anh ấy là người thông báo buổi họp lớp cho mình. Nghe xong điều này khiến Ji-won thật sự ngỡ ngàng vì cả hai đâu có quen biết gì nhau. Trên đường trở về thì Ji-won bắt gặp tên khốn Min-won, anh ta đang nghi ngờ Ji-won hôm nay vừa đi hẹn hò với tên nào đó. Min-won bực tức khi thấy môi đỏ má hồng của cô, anh ta thì thầm rằng đúng là mẹ nào con ấy. Min-won còn định đánh cả Ji-won nữa, thật may lúc đó Hyun có mặt kịp thời, anh liền cho tên khốn đó một bài học. Nghĩ đến cảnh Min-won đã từng giết Ji-won khiến Hyun càng tức điên hơn, anh định cho hắn về đoàn tụ với ông bà, nhưng vì có Ji-won bên cạnh nên không nỡ. Min-won sau đó hoảng loạn nên liền nhanh chân tẩu thoát, còn Hyun thì luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng của mình. Tại đây Ji-won tò mò tại sao anh lại luôn lo lắng cho cô, Hyun nói rằng cô sẽ không thể nào có được hạnh phúc nếu như ở bên cạnh Min-won. Anh không hề biết Ji-won cũng quay về quá khứ như mình, nên luôn tìm mọi cách để cô có thể thay đổi số phận, đồng thời Ji-won cũng không hề hay biết gì về chuyện tái sinh của Hyun. Cô cho rằng cách hành xử của anh khiến mình cảm thấy không thoải mái, cô thừa biết anh đang có cảm tình với mình. Nhưng Ji-won không muốn bản thân là kẻ thứ ba phá hoại chuyện tình của người khác, vì Jae-on là người đồng nghiệp rất đáng quý đối với cô. Nghe đến đây Hyun mới thật sự hiểu được vấn đề, anh liền lấy máy ra để gọi điện cho Jae-on. Hóa ra cô ấy là em gái của Hyun, cả hai không phải là đang hẹn hò như những gì mà Ji-won luôn nghĩ. Biết được điều này khiến Ji-won vô cùng xấu hổ, rồi cô luôn miệng xin lỗi Hyun díu dít. Còn chuyện anh thích Ji-won là hoàn toàn thật,
Ngay sau đó anh chủ động đưa cô về đến nhà. Khi đến nơi, Hyun cứ tiến sát người mình, cô cứ tưởng anh ấy sẽ trao cho mình một nụ hôn nhưng không, Hyun bất ngờ gục ngã vào người Ji-won khiến cô hốt hoảng. Hyun sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu, thật may anh ấy cũng liền hồi tỉnh. Bác sĩ cho rằng hệ thần kinh của anh gặp vấn đề, lý do là thường xuyên mất ngủ và gặp nhiều áp lực. Nghe bác sĩ nhắc đến chuyện dạ dày thì Hyun liền nhớ ra, anh muốn Ji-won phải đi kiểm tra dạ dày của mình ngay bây giờ. Nhưng cô lại nói rằng bản thân đã đi chụp CT trước đó rồi và không gặp vấn đề gì cả, nghe xong khiến Hyun cảm thấy rất bất ngờ. Anh tự hỏi tại sao cô ấy lại biết trước điều này để đi kiểm tra chứ, Ji-won cũng thế, cô đang thắc mắc tại sao anh lại biết dạ dày mình không tốt. Hyun liền nói rằng tại vì thường thấy cô uống thuốc trong công ty. Trong khi đó Min-won bắt gặp So-min trên đường, anh ta không cưỡng lại sức hấp dẫn của cô nên định trao một nụ hôn. Nhưng So-min lại không muốn thế, cô không muốn làm tổn thương cô bạn thân Ji-won, nhưng những lời nói đó đều là thảo mai. Trước mắt thì như thế, nhưng trong lòng thì luôn muốn Min-won chiếm lấy thân thể của mình. Dù biết Hyun là người đàn ông tốt, nhưng lúc này Ji-won vẫn chưa thể tin tưởng thêm bất kỳ ai, cô chưa đủ tự tin để bắt đầu lại với một ai cả. Hyun muốn Ji-won nên suy nghĩ kỹ chuyện này, vì điều đó sẽ giúp cô thay đổi đi số phận của mình. Dù rất khó để chứng minh cho cô tin, nhưng anh luôn miệng khẳng định mình là người tốt. Hôm sau khi đến công ty, Min-won luôn tỏ ra khó chịu trước mặt Ji-won, ngồi bên cạnh So-min thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đó Hyun tìm gặp tên khốn So-min, anh bắt đầu ra một điều lệ mới, đó là cấm yêu đương nhau trong công ty. Hyun cho rằng nó sẽ làm ảnh hưởng đến công việc chung, giống như cách So-min đã cư xử hôm nay vậy. Không những thế, Hyun còn khuyên Min-won nên chia tay với Ji-won, vì anh đang có trong tay bằng chứng Min-won và So-min làm điều bất chính tối hôm qua, anh không ngần ngại nói ra tình cảm của mình dành cho cô ấy. Đồng thời Hyun cảnh cáo Min-won đừng bao giờ động đến cô ấy nữa, rồi anh còn động chân động tay để giằng mặt tên khốn nó. Việc Ji-won chưa muốn chia tay với Min-won hay cô không muốn từ mặt cô bạn So-min là có lý do cả. Cô muốn tiếp tục để trả thù hai con người đó, muốn cả hai đến với nhau, rồi bọn họ phải nhận kết cục như cô đã từng trải qua. Tối hôm đó Hyun dẫn Ji-won đến trung tâm luyện võ, anh muốn cô học nó để tự bảo vệ bản thân nếu như tên khốn Min-won có động tay động chân. Sau một hồi chăm chỉ tập luyện thì cuối cùng Ji-won cũng thành công, cô đã quật ngã được Hyun trong sự vui sướng của bản thân. Khoảnh khắc cả hai nằm trên sàn đấu khiến cô nhớ lại một chút về ký ức, nhưng cô vẫn không thể nhận ra người con trai hôm đó chính là Hyun. Rồi một ngày kia trong lúc Ji-won đang nghe nhạc trên sân thượng thì Hyun cũng có mặt, anh đến bất ngờ khiến cô giật mình làm rơi chiếc điện thoại. Thật trùng hợp bài hát mà cô đang nghe cũng là bài mà anh yêu thích, cứ như thế cả hai đứng kể về những bài hát mà bản thân rất thích. Nhưng điều lạ lùng là hai người đều nhắc đến những bài hát trong tương lai, khi thời điểm hiện tại nó còn chưa được tác giả viết ra ý tưởng. Nghe xong cả hai mới giật mình, Ji-won sắp xếp lại mọi sự việc đã diễn ra về Hyun. Đến đây cô mới biết anh ấy cũng đã tái sinh về quá khứ như mình, kể từ đây cả hai bắt đầu tiết lộ hết mọi chuyện cho nhau biết. Ji-won sẽ thay đổi số phận của mình bằng việc phó mặt cho một người khác, người được chọn đó là khốn So-min, cô sẽ làm mọi cách để ta đến với tên bội bạc Min-won. Hyun cũng tiết lộ cho Ji-won biết bản thân đã đến đám tang của cô, tại đó anh nắm rõ tất cả mọi thứ về cô. Anh cũng chính là người đã chôn cất hài cốt cho Ji-won, trong lúc đang đau khổ ra về thì đột nhiên xe lại bị hoảng. Thế nên Hyun đã bắt một chiếc taxi định mệnh như Ji-won, cũng là bác tài xế tốt bụng đó. Tại đây anh đã chia sẻ hết mọi thứ cho ông biết, anh cảm thấy hối hận khi không bày tỏ tình cảm của mình với Ji-won sớm hơn. Nếu như thế thì số phận của cô ấy sẽ không nghiệt ngã đến như vậy, nếu như quay ngược được thời gian thì anh sẽ làm điều đó. Bảo vệ cô ấy, đồng thời nắm bắt cơ hội mà bản thân đã bỏ lỡ. Sau khi nghe những gì mà Hyun kể, thì bác tài xế đã giúp anh thực hiện được nguyện vọng đó. Vài ngày sau đó Hyun bất ngờ gặp tai nạn và nó đã cướp đi mạng sống của anh. Dường như mọi đau khổ của Ji-won đều một mình anh hứng chịu, vết thương trên tay anh là một ví dụ, nó đã chuyển từ tay cô sang tay anh một cách bất chợt. Rồi sắp tới đây Hyun sẽ phải đối diện với cái chết, đó là số phận của anh trong lời hứa bảo vệ cô ấy. Những ngày qua Hyun luôn quan sát mọi hành động của En-ho, anh muốn biết En-ho là người như thế nào, có tốt hay không. Lúc đó Hyun mới yên tâm gửi gắm Ji-won cho anh ấy, anh thừa biết rằng bản thân mình sẽ không thể nào ở bên Ji-won mãi được. Hôm đó công ty tổ chức buổi workshop tại một vùng xa thành phố, mọi nhân viên sẽ chơi trò tìm kho báu và xé bảng tên để lựa chọn chỗ ngủ của mình. Tại đây Ji-won nhớ lại những chuyện trong quá khứ, lúc đó cô lấy được lá cờ số 4 và nhận một chiếc lều ngủ. Còn Min-won thì lấy số 5 và chỉ nhận được túi ngủ, vì quá lạnh nên anh ta xin ngủ cùng với Ji-won. Còn So-min lúc đó là người chiến thắng và nhận được một chiếc xe ngủ đầy ấm cúng. Bây giờ Ji-won không muốn điều đó lặp lại, cô muốn mình là người chiến thắng, đẩy So-min rơi vào hoàn cảnh của mình năm xưa. Trên đường đi tìm kho báu thì Ji-won bắt gặp Hyun, cô thừa biết lá cờ số 1 đang nằm ở dưới suối, nhưng cô không muốn anh lấy nó giúp mình. Tại đây cô hy vọng Hyun đừng làm gì vì mình cả, cô muốn được tự làm, cũng như việc tự thay đổi số phận của mình.
Hyun liền vạch hình xăm trái tim trên ngực ra, nó giống với hình trái tim mà bố cô hay vẽ lên tờ tiền. Bố cô là người đã đưa anh đến đây và anh sẽ hoàn thành sứ mệnh bảo vệ cô như những gì mà ông ấy muốn. Hyun hy vọng Jiwon xem mình như tiền tiêu vặt của bố vậy, cứ lấy ra xài lúc nào cô muốn. Nhưng cô không muốn làm hao phí nó, cô chỉ muốn được trò chuyện với anh là đủ rồi. Bên này, Ah So-min đang bày mưu để lấy lá cờ số 1, cô ta tự làm bản thân bị thương rồi nhờ Min-won giúp đỡ. So-min còn liếm lấy vết thương của mình khiến anh ta phấn khích, cứ như thế cô ta nhờ Min-won bơi ra bờ suối để lấy lá cờ, đến nước này rồi thì làm sao anh ta có thể từ chối được. Trong khi đó, Ji-won đã tự mình lội ra bờ suối mà không cần ai giúp đỡ, nhưng vừa đi một đoạn thì cô bị sẩy chân. Thật may lúc đó Hyun đã có mặt kịp thời, anh liền kéo cô lên rồi trách móc, anh tỏ ra rất tức giận khi Ji-won cứ nằng nặc đòi lội ra tiếp. Tại đây cô nói rằng bản thân bây giờ còn như lúc trước nữa, Ji-won lúc trước là một kẻ hèn nhát và thất bại, cô không muốn sống như cô ấy, muốn tự bản thân mình giành lấy mọi thứ. Nhưng Hyun không cho phép cô làm điều đó một mình, anh muốn là đất liền vững chãi để con thuyền lênh đênh như cô có thể yên tâm cập bến. Một lát sau cặp đôi khốn nạn ra bờ suối thì không thấy lá cờ đâu nữa, vì Ji-won đã đi trước hai người một bước rồi. Trong khi đó Ji-won đang tìm mọi cách để giấu đi lá cờ số 1, nhưng điều này đã bị phát hiện bởi Ah So-min. À ta liền lao vào xé bảng tên nhưng Ji-won đâu có vừa, cô liền túm tóc So-min để đáp trả, rồi Ji-won vờ như đó chỉ là vô tình. Ngay sau đó Ji-won hiên ngang rời đi, để mặc cho Ah So-min nằm thê thảm ở đó. Tối đến ta lại tìm Ji-won để kiếm chuyện, còn hất nước vào người để dằn mặt Ji-won nữa chứ. Đến đây Ji-won không muốn nhường nhịn thêm nữa, cô bây giờ chẳng còn mến người bạn từng thân này. Nhưng đó chỉ là bước đầu thôi, còn những điều tồi tệ tiếp theo mà Ji-won sẽ dành tặng khốn này. Ji-won nói rằng bản thân sẽ kết hôn với anh Min-won, rồi sẽ bắt đầu một gia đình mới, cô nói như vậy là để chọc tức So-min mà thôi. Để trả thù Ji-won thì So-min liền ra tay quyến rũ tên khốn Min-won, nhưng cô ta không ngờ đó chính là cái bẫy mà Ji-won đã tạo ra. Min-won sau đó tự mò đến căn liều của So-min, trước sự hấp dẫn của ta thì Min-won làm sao có thể cưỡng lại được. Cả hai liền trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, họ vồ lấy nhau như hai con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày. Ở tận Sài Gòn cũng nghe thấy tiếng đôi môi va chạm vào nhau, tất cả những thứ đó đều được Ji-won chứng kiến. Cô rơi nước mắt không phải vì ghen tuông, mà là vì sự căm phẫn cho những gì mà cả hai đã làm ra với cô. Hyun không muốn Ji-won nhìn thấy cảnh tượng đó nên anh liền kéo cô rời đi. Nhìn thấy Ji-won yếu đuối thế này, anh khuyên cô nên xem đó là một cuộc chiến trên sàn đấu. Cô phải xem vết thương của bản thân mình lẫn đối thủ, anh tin Ji-won sẽ là người chiến thắng trong cuộc đối đầu này. Sau khi lấy lại được bình tĩnh thì Ji-won nói ra hết nỗi lòng của mình. Cô nói lời cảm ơn anh khi suốt thời gian qua cô luôn có anh bên cạnh. Hyun cũng có cùng cảm xúc đó, cuộc sống của anh như cuốn tiểu thuyết được viết sẵn, nó sẽ rất nhàm chán nếu như không có sự hiện diện của Ji-won. Anh vui vì đã quay trở lại, vui vì có thể nói chuyện được với cô. Sáng hôm sau tên khốn Min-won lại quay sang trách móc Ji-won khi cô ngủ ngon lành trong xe mà để mặc bạn trai ngủ trong túi ngủ. Đáp lại Ji-won nói rằng tối qua em đã rất lo lắng cho anh, em đã mang túi sưởi đến nhưng lại không thấy anh ở đó. Nghe xong anh ta bối rối nói rằng chắc lúc đó anh đi vào nhà tắm, nhưng từng bước đi của anh ta đều được Ji-won nắm trong lòng bàn tay. Bên này thư ký Jun hỏi So-min vì hôm qua ở đâu mà không thấy, cô ta liền nói rằng vì quá say nên đã ngủ lại ở bên kia đồi. Nhưng rõ ràng là và Min-won hôm qua đã sập sình bồng bềnh với nhau, lúc đó anh ta còn bảo So-min nên giữ kín chuyện này với Ji-won. Mặc dù đã ngủ với tình nhân nhưng anh ta lại không muốn chia tay với Ji-won, nghe xong điều này khiến So-min phải lắc đầu ngán ngẫm. Cả đoàn sau đó lên xe để trở về, tại đây Ji-won cảm nhận có điều gì đó không đúng, cô không hiểu tại sao Min-won lại không chia tay với mình. Ji-won tin chắc rằng đây không phải là thời điểm mấu chốt để thay đổi số phận, phải có một khoảnh khắc nào đó nữa mới có thể đảo lộn được mọi thứ. Hôm sau So-min gửi cho Ji-won một bức thư, bên trong là những lời xin lỗi chân thành gửi đến cô bạn thân. So-min luôn coi Ji-won là một nửa không thể thiếu của mình, vì thế cô ta không muốn tình bạn này lại kết thúc một cách như vậy. Đồng thời cô ta cầu xin Ji-won tha thứ cho mình, vì không hiểu rõ cảm xúc của Ji-won nên mới làm những thứ ảnh hưởng đến cô. Nếu như không biết trước cái kết thì Ji-won đã tin những gì mà So-min nói, nhưng bây giờ chắc có lẽ là không thể nào. Những ngày sau đó có việc gì Hyun cũng giao cho So-min và Min-won đi chung, nhìn độ quyến rũ của cô ấy khiến Min-won há hốc mồm. So-min cũng thừa hiểu điều đó, nên lúc nào cô ta cũng làm những hành động đầy khiêu gợi trước mắt Min-won, nhìn như thế anh ta lại nốt nước bọt liên hồi. Ngay sau đó cả hai lại lôi nhau vào nhà kho, trong lúc định hành xử thì đột nhiên có điện thoại gọi đến. Cả hai liền chạy ra bên ngoài để giải quyết, khi có một khách hàng đang ngộ độc thực phẩm của công ty, sự việc này cũng do sơ suất của So-min mà ra. Min-won sau đó phải đứng ra trả tiền bồi thường cho khách hàng, So-min tỏ ra lo lắng cho anh về điều này, nhưng anh ta lại nói rằng mình sẽ có rất nhiều tiền nếu như bán được cổ phiếu. Đúng lúc đó đài truyền hình đưa tin giám đốc công ty mà Min-won mua cổ phiếu đã bỏ trốn, hẳn là Ji-won đã nắm rất rõ về vụ này trong quá khứ. Biết tin này khiến So-min như điên tiết lên, anh ta đã đầu tư vào đó rất nhiều tiền,
thậm chí còn đi vay mượn khắp nơi để mua cổ phiếu nữa. Ngay sau đó, Min Wan tìm gặp So Min, anh ta từ biệt nhân tình vì bản thân phải cưới Ji Won ngay bây giờ. Nhưng So Min đâu phải dạng vừa, cô ta đem chuyện cả hai đã ân ái ra đe dọa sẽ nói chuyện này cho Ji Won biết, đó là thứ để cô có thể nắm thóp Min Wan. Tối hôm đó, Min Wan hẹn gặp Ji Won, tại đây anh ta nói ra hết những tình cảm của mình dành cho cô, nhưng Ji Won thừa hiểu anh ta đến đây cũng chỉ để vòi tiền. Tiếp đến, Min Wan còn muốn được cưới Ji Won nữa chứ, mặc dù bây giờ đang bấp bênh nhưng anh ta hứa sẽ cho cô một cuộc sống tươi đẹp sau này. Ji Won mỉm cười trước những lời nói đó, khi bị dồn đến chân tường thì anh ta muốn cưới cô để ăn bám cả đời chăng, nhưng cô lại không vội nói lời từ chối. Ji Won sau đó kể hết mọi chuyện cho Hee-un biết, trong lúc đến nơi luyện võ thì cô cảm nhận ở đây rất quen, thời còn đi học cô từng nhìn thấy một chú mèo ngay ở đó. Lúc đó Ji Won từng có ý định mang nó về nuôi, nhưng lại sợ không thể nuôi nó đàng hoàng được, rồi một ngày kia đột nhiên chú mèo đó lại biến mất. Hee-un cũng tiết lộ cho Ji Won biết con mèo đó bây giờ đang ở nhà anh, Hee-un đã mang về nuôi sau khi cứu nó thoát khỏi vụ tai nạn. Nghe được điều này khiến Ji Won không khỏi ngỡ ngàng, cô liền tìm đến nhà Hee-un để gặp lại chú mèo hoang đó, cảm giác thật tuyệt vời sau nhiều năm cô gặp lại. Tại đây cả hai thừa biết Min Wan sẽ không từ bỏ việc cưới Ji Won, nhưng cô đã có kế hoạch cho riêng mình rồi, cô sẽ tham dự bữa tiệc cầu hôn của anh ta. Hôm đó là ngày sinh nhật của Ji Won, mọi thứ hoành tráng như thế này là do một tay Hee-un sắp xếp. Nhân tiện đây tên khốn Min Wan cũng muốn được cầu hôn cô, anh ta quỳ gối rồi lấy chiếc nhẫn ra. Ji Won cũng vui vẻ để Min Wan đeo nó vào tay mình, anh ta tự nghĩ rằng chắc cô ấy sẽ không biết đây là chiếc nhẫn bạc đâu nhỉ. Còn So Min thì tự hứa với lòng là sẽ không cho Ji Won được hạnh phúc, nhưng Ji Won thừa biết trong đầu bọn họ bây giờ đang nghĩ gì. Bữa tiệc sinh nhật của Ji Won sau đó cũng diễn ra vui vẻ, trước sự góp mặt của mọi người trong nhóm ở công ty. Cô vẫn luôn tỏ ra hạnh phúc bên cạnh tên khốn Min Wan, nhưng đó là kế hoạch của cô và Hee-un vạch ra. Ngay sau đó Ji Won một mình ra bên ngoài để hóng gió, So Min thấy thế cũng bám theo cô. Tại đây cô ta hỏi Ji Won rằng cậu đã tha lỗi cho mình chưa, cô ta luôn cố tỏ ra đáng thương khiến Ji Won nhớ lại những hình ảnh trong quá khứ. Ji Won không thể nào tha thứ cho những việc làm mà ả gây ra, ngay lập tức cô liền rời đi. Nhưng đột nhiên So Min lại muốn tự tử, cô ta dọa sẽ nhảy xuống sông nếu như Ji Won vẫn cố chấp như vậy. Đứng bên trong Hee-un nghe tiếng kêu cứu nên liền chạy ra, So Min đã nhảy xuống nước thật và Ji Won cũng đang cố lặn xuống để cứu cô ta. Nhưng đó chỉ là chiêu trò thâm hiểm của So Min, cô ta bừng tỉnh trở lại rồi kéo lấy người Ji Won. Khi Hee-un vừa đến nơi thì cả hai bất ngờ đã lên đến bờ, Ji Won bây giờ vẫn còn đang rất sợ hãi. Mọi người thắc mắc tại sao So Min lại nhảy xuống nước vậy, nhưng Ji Won nói rằng cô ấy chỉ bị trượt chân, chắc là do say quá nên mới thế. Ngay sau đó Min Wan trở về phòng để đi ngủ sớm, tại đây anh ta hốt hoảng khi thấy So Min đã nằm sẵn chờ mình trên đó. Cô ta lại bắt đầu quyến rũ tâm hồn rực lửa của Min Wan và đương nhiên là anh ta chẳng thể nào thoát khỏi lưới tình này được. Bên ngoài Ji Won mới bắt đầu nói ra sự thật cho Hee-un biết, So Min không phải trượt chân mà cô ấy đã tự nhảy xuống. So Min lúc đó còn kéo cả người Ji Won xuống theo nữa, như thể cô ta muốn chết cùng Ji Won vậy. Có vẻ như Ji Won vẫn chưa hiểu con người thật sự của So Min, việc tống cổ tên rác rưởi Min Wan cho cô ta e rằng chẳng có tác dụng gì. Dường như thứ mà So Min muốn là phá hỏng hạnh phúc của Ji Won, vì cô ta không thể nào đứng nhìn Ji Won hạnh phúc bên một người khác mà không phải mình. Hôm sau So Min đột nhiên tìm đến nhà Ji Won, cô ta tặng cho Ji Won một món quà sinh nhật vì hôm trước quên đưa. Bên trong là một đôi giày cao gót màu đỏ, nó là đôi giày mà cô ta đã mang trong ngày mà Ji Won qua đời. Đồng thời So Min cũng muốn tặng thêm một món quà cưới cho cô bạn thân, đó là tiền học phí để học nấu ăn và cô ta muốn cùng Ji Won đi học chung. Đây là điều mà bà mẹ chồng xấu tính từng nói với Ji Won trong quá khứ, cô cứ nghĩ So Min bây giờ đang bắt đầu thay đổi thái độ vì mình, nên cô liền đồng ý món quà đó. Trong đầu Ji Won bây giờ đang cảm thấy rất đắn đo, việc So Min tốt lên từng ngày như vậy sẽ khiến cô do dự trả thù. Nhưng nếu đó chỉ là vở kịch của So Min, thì mọi thứ sẽ tồi tệ hơn với cô. Hôm đó cả hai cùng nhau đến lớp học nấu ăn, vừa mới bước đến thì có một bà thím tranh giành vị trí của Ji Won. Bà ta chính là mẹ của Min Wan, nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến máu hận thù trong cô trỗi dậy, nhưng So Min liền kéo Ji Won ra chỗ khác để tránh gặp rắc rối hơn. Việc học nấu ăn của Ji Won bây giờ quá dễ dàng đối với cô, vì Ji Won từng trải qua khoảng thời gian khổ luyện với bà mẹ chồng khó tính. Món ăn mà cô trình bày khiến thầy giáo và So Min phải há hốc mồm, họ không thể ngờ một học viên mới lại giỏi như vậy. Bên kia Hee-un vào bệnh viện để thăm ông nội, ông ấy thừa biết anh đang thích Ji Won nên luôn ra sức ngăn cản. Ông nội cũng thừa biết việc Hee-un sử dụng biệt thự, du thuyền rồi đốt pháo hoa là dành cho buổi sinh nhật của cô ấy. Hee-un rồi sẽ tiếp quản lại công ty mà ông nội để lại, ông không muốn vì một cô gái mà anh sẽ hủy hoại chính cuộc đời của mình. Hee-un xin lỗi ông nội, anh biết ông luôn yêu thương mình, nhưng anh thừa hiểu bản thân sẽ chẳng thể nào vượt qua được tử thần sau 10 năm nữa. Sáng hôm sau, gia đình của Min Wan đang chuẩn bị mọi thứ để ra mắt cô con dâu, bà mẹ chồng xấu tính muốn đến trễ 30 phút để bắt cô con dâu phải đợi mình.
Đúng lúc đó Su Min lại đến nhà tìm Min Wan, cô ẩn ý khẳng định Min Wan bây giờ vẫn là người đàn ông của mình, dù cho anh có kết hôn với ai đi chăng nữa. Thật trùng hợp nhà hàng mà Min Wan đặt lại là nơi Enho đang làm việc, nhưng khi anh ta đến đúng giờ hẹn thì chẳng thấy ai cả. Min Wan liền gọi điện cho Ji-won, nhưng cô cũng thừa biết tính nết của bà mẹ chồng rồi. Bố mẹ Min sau đã đến trễ 30 phút nhưng vẫn chưa thấy sự hiện diện của cô con dâu. Khi thấy mọi người đã đến đông đủ thì Ji-won mới chịu bước vào. Cô sang chảnh bước vào trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ji-won cũng giả vờ bất ngờ khi gặp lại bà thím khó tính học nấu ăn hôm qua. Trong bữa ăn Ji-won liên tục chọc tức bà ta, cô còn khoe những món đồ hiệu trên người đều là do Min Wan mua cả. Nghe xong bà ta tức đến sôi cả máu. Khi tiền lương tháng đầu tiên con trai chỉ mua cho bà có một cái quần lót đỏ, Ji-won cố tỏ ra bất ngờ rồi quay sang trách móc Min Wan vì điều đó. Tại đây bà ta cũng khẳng định luôn là không hề thích Ji-won một chút nào, bà cho rằng cô không có bố mẹ để dạy dỗ một cách tử tế. Nhưng bà ta sẽ đồng ý cho cả hai đến với nhau nếu như Ji-won chịu học hỏi từ bây giờ, cô liền gật đầu đồng ý với nụ cười đầy giả chân. Bà ta cũng đặt ra rất nhiều phép tắc trong việc làm dâu, từ việc nấu ăn, giữ căn nhà luôn sạch sẽ, nuôi dạy con cái thật tốt. Hay như việc nấu những món ăn nào cho phù hợp từng bữa, sinh con là phải 3-4 đứa, bà ta còn định mang Ji-won đi gặp bác sĩ để kiểm tra chuyện sinh sản của cô nữa chứ. Dù giao rất nhiều việc như thế nhưng bà ta vẫn muốn Ji-won phải đi làm để kiếm tiền. Nghe xong điều này khiến cô không khỏi thắc mắc vì cô chẳng phải người có ba đầu sáu tay. Ji-won muốn được ở nhà để có thời gian hiếu thảo với bố mẹ với chồng, đồng thời sẽ nuôi dạy con cái đàng hoàng hơn. Một lát sau Ji-won cũng không thể nào chịu nổi bà ta nữa khi bà ta dám mang người bố đã khuất của cô ra để sỉ nhục. Ji-won không ngần ngại nói đến việc sẽ hủy hôn, cô khuyên bà ta nên tỉnh táo lại đi vì con trai bà không hoàn hảo đến mức đó đâu. Ji-won sau đó rời đi trong cơn giận dữ, Min Wan cũng liền đuổi theo cô để hỏi lý do. Tại đây cô nói lời chia tay với tên rác rưởi này, đồng thời cô không muốn gặp lại anh ta thêm một lần nào nữa. Min Wan sau đó cố níu kéo nhưng Ji-won liền đáp trả bằng những thế võ mà Hyun đã dạy, cô quật ngã anh một cách dễ dàng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Trở về nhà tên khốn Min Wan tỏ ra rất tức giận, còn bà mẹ thì liền mắng chửi con trai khi dám đem một đứa con gái mất nết như vậy đi ra mắt. Min Wan sau đó tức giận tìm đến nhà Ji-won để nói chuyện, nhưng người mở cửa lại là một anh chàng trông rất hổ báo. Hóa ra Ji-won bây giờ đã chuyển đến một căn hộ mới rồi, kế hoạch này được cô tính từ trước dưới sự giúp sức của Hyun và Jeon. Hôm sau khi đến công ty Min Wan hùng hổ đi tìm Ji-won, nhưng anh ta liền bị cô cho ăn ngay một cái tát đau đớn. Anh ta định đáp trả nhưng Hyun liền ra tay ngăn cản, tại đây Ji-won không ngần ngại nhắc đến việc anh ta yêu hai người cùng một lúc. Cô liền lấy ra một chiếc quần ren đỏ để chất vấn Min Wan, cô nói rằng đã tìm thấy nó trong xe anh. Min Wan nghĩ rằng chiếc quần đó là của So Min để quên khi cả hai làm chuyện ấy, thế nên anh ta chỉ biết câm nín. Ji-won tức giận liền tháo chiếc nhẫn ra rồi ném nó đi xa. Vụ việc Min Wan ngoại tình sau đó được mọi người bàn tán khắp công ty, thậm chí nó còn lan truyền một cách nhanh chóng trên mạng xã hội. So Min sau đó tiết lộ với Min Wan rằng chiếc quần đó không phải là của mình, dù vậy anh ta cũng không thể nào chối cãi được. Vì rõ ràng bản thân đang ngoại tình với So Min, cuộc trò chuyện đó đã được Hyun nghe hết tất cả. Min Wan sau đó rũ bỏ tình cảm với So Min, anh ta cho rằng cô không có đủ tố chất để lấy về làm vợ. Ngoài nhan sắc ra thì cô chẳng có thứ gì hơn Ji-won cả. Đúng lúc đó quản lý Kim cũng có mặt. Ông ta tức giận khi thấy Min Wan đứng bên cạnh người mà mình thích, chuyện tình rắc rối này phải khiến cả công ty náo loạn. Mọi người sau đó cũng liền nhận ra người phụ nữ mà Min Wan gian díu chính là So Ah-min, điều đáng nói ở đây là cô ta còn là bạn thân của Ji-won nữ chứ. Cứ như thế câu chuyện cô bạn thân ngoại tình với bồ bạn là chủ đề cực kỳ nóng hổi trong công ty, rồi nó tiếp tục gây xôn xao dư luận trên các diễn đàn. Vì sợ ảnh hưởng đến công ty nên cấp trên buộc lòng phải luân chuyển Min Wan đi nơi khác, còn với So Min thì sẽ bị cho nghỉ việc từ hôm nay khi cô chỉ là nhân viên hợp đồng. Trở về nhà So Min tỏ ra rất lo lắng, cô liên tục gọi điện cho Ji-won nhưng cô ấy không nghe máy. Mạng xã hội bây giờ toàn là những tin tức về vụ ngoại tình của cô và Min Wan, cô ta run rẩy chân tay khi đọc những dòng bình luận tiêu cực từ cư dân mạng. Hôm sau cặp vợ chồng bị ngộ độc tìm đến công ty để gặp Ji-won, nhìn thấy Ji-won bà kia tức giận cho một cái tát. Họ tức giận vì những gì mà cô đã viết trên mạng xã hội khi cho rằng vợ chồng bà vu khống trong vụ việc ngộ độc thức ăn. Nhưng hóa ra tất cả là do một tay ả khốn So Min viết ra, cô ta đã giả chữ viết của Ji-won và tự nhận là cô ấy để đăng lên mạng xã hội. Không những thế So Min còn phủ nhận chuyện ngoại tình, Min Wan thật sự có tình ý với cô nhưng cô không đáp lại tình cảm đó. Tại đây Ji-won nói rằng tôi không hề viết lá thư đó, nó không phải là chữ viết của tôi, đồng thời cô cũng biết có một người có chữ viết y hệt mình. Người đó không ai khác chính là ả khốn So Min. Cô liền tiến đến ả ta để nói chuyện và lần này cô sẽ không bỏ qua nữa đâu. Ji-won liền kéo So Min đến trước mặt cặp vợ chồng kia, sau đó cô lấy điện thoại của ả ta ra, cô đưa cho ông bà kia xem về bức thư mà So Min đã đăng lên mạng xã hội. Tại đây ông chú này cũng liền nhận ra So Min, chính ả và Min Wan là người đã trả tiền viện phí coi như là tiền bồi thường cho ông. So Min sau đó nói lời xin lỗi đến hai người,
cô ta cho rằng vì mọi việc đi quá xa nên bản thân mới tìm một cái cớ khác. Nhưng lời xin lỗi đó có thành thật hay không thì chỉ có Soo-min và Chúa mới biết được. Ngay sau đó cô ta bất ngờ tiết lộ với Ji-won rằng mình có thai rồi. Nghe được điều đó, Min-won bên này không khỏi hốt hoảng, đến nỗi anh ta phải ngã quỵ ra đó. Tối hôm đó, Min-won tìm đến quán rượu để giải sầu, cuộc đời của anh xem như đã tiêu tan khi dính dán đến Soo-min. Trên đường trở về nhà, Min-won bất ngờ bị một nhóm người bắt cóc, họ mang anh ta đến một nhà kho bỏ hoang. Hai anh chàng này không ai khác chính là người của Hyun, họ muốn Min-won đưa một số tiền lớn nếu như muốn giữ lấy cái mạng. Anh ta bây giờ chẳng biết lấy đâu ra tiền cả, chỉ còn một cách là kết hôn, khi đó bố mẹ mới cho anh ta một căn nhà. Ngay sau đó Min-won cũng được thả ra, với lời hứa là sẽ gấp rút cưới ả Soo-min. Trở về nhà, Min-won hỏi mẹ nếu như bây giờ con kết hôn thì có được cho một căn nhà không, bà sẽ xem xét lại điều đó nếu như sinh cho bà được một đứa cháu nội. Min-won sau đó trở về phòng thì Soo-min đã có mặt ở đây từ lúc nào không hay, vì biết cô ấy mang thai với mình nên anh ta cũng hạ giọng mình xuống. Anh ta xin lỗi về chuyện đã nói nặng lời với cô lúc trước, nhưng Soo-min chẳng quan tâm về điều đó, thứ cô ta bận tâm nhất lúc này là Ji-won không chịu nói chuyện với mình. Soo-min bực tức khi bị mọi người chỉ trích cô thì Ji-won lại không đứng về phía mình, cô ấy thật sự khác hẳn so với những gì đã đối xử với mình lúc trước. Tại đây Min-won hứa sẽ thay Ji-won làm việc đó, đồng thời anh ta muốn được kết hôn với Soo-min rồi sẽ cho cô một gia đình đúng nghĩa. Nghe đến chữ gia đình khiến Soo-min đứng hình, dường như đó là thứ mà cô luôn muốn có. Sáng hôm sau, ông nội của Hyun triệu tập Ji-won đến nhà mình, thời gian qua ông biết cô phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Biết tin ông nội gọi Ji-won đến nhà thì Hyun tỏ ra rất lo lắng, nhưng ông ấy chẳng làm khó gì Ji-won cả, ông ấy chỉ hỏi một chút về cuộc sống cá nhân của cô mà thôi. Tại đây Hyun tiết lộ cho Ji-won biết Min-won đang gấp rút để cưới Soo-min, trước đó anh đã điều tra tình hình tài chính của Min-won rồi, anh ta đang nợ nần rất nhiều, chỉ còn cách kết hôn thì mới có thể đào ra tiền được. Ngay sau đó Hyun dẫn Ji-won đi bắn súng, việc bắn súng cũng giống như cuộc đời của anh vậy. Viên đạn được bắn ra và nó chẳng thể quay đầu, số phận của anh cũng thế, chẳng thể nào thay đổi được. Nhưng điều mà Hyun có thể làm lúc này là giúp Ji-won thay đổi số phận, giúp cô có được một cuộc đời hạnh phúc như cô luôn ao ước. Tối hôm đó En-ho rủ Ji-won đi hẹn hò, cô biết thời gian qua anh luôn dành tình cảm cho mình, cô cũng rất vui khi gặp lại mối tình đầu này. Ji-won cảm nhận được En-ho là một con người tốt, nhưng cô muốn trở thành một người bạn tốt với anh hơn, thay vì là nói đến chuyện yêu đương. Ji-won sau đó tìm đến nhà Hyun, tại đây cô không ngần ngại tiết lộ bản thân vừa mới đi hẹn hò với En-ho về. Anh ấy nói anh ấy thích cô, Hyun thừa biết vì anh đã ở đó khá lâu. Nhưng điều mà anh thắc mắc là tại sao cô lại từ chối En-ho khi anh ấy là một con người rất tốt. Vì khi ở bên En-ho thì Ji-won luôn nghĩ đến một người khác, đó là người mà chỉ cô mới biết và người đó thật sự hiểu được cô nhất. Ji-won xúc động đặt lên môi Hyun một nụ hôn ngọt ngào, sau đó cô định rời đi nhưng Hyun không cho phép cô làm như vậy. Anh đáp trả bằng những nụ hôn cháy bỏng, khung gian xung quanh bỗng yên ắng lạ thường, chỉ còn nghe tiếng đôi môi va chạm vào nhau. Nhưng rồi đột nhiên Hyun lại dừng lại, anh nói rằng bản thân không phải là người phù hợp dành cho Ji-won. Anh muốn nhìn thấy cô được hạnh phúc, còn nếu đến với anh thì cô sẽ hối hận. Ngay sau đó Hyun kéo Ji-won ra ngoài rồi khép chặt cánh cửa lại. Hôm sau khi đến công ty thì Ji-won không nhìn thấy Hyun đâu cả. Qua lời của quản lý Giang thì anh ấy xin nghỉ làm vì bị cảm. Tối đó Ji-won nấu cháo mang đến cho Hyun, cô đứng ngoài nhấn chuông cửa nhưng chẳng thấy ai trả lời. Cô cảm nhận có điều không lành khi nghe tiếng chú mèo kêu liên hồi, cô quyết định tự mở cửa vì trước đó anh ấy đã tiết lộ mật khẩu cho cô. Bên trong Hyun đang nằm bất động giữa sàn nhà, nhận thấy anh ấy sốt rất cao nên Ji-won có ý định đưa đến bệnh viện. Nhưng Hyun cho rằng bản thân không sao, bác sĩ cũng đã ghé qua và tôi đã uống thuốc rồi. Tại đây Hyun nhắc đến câu chuyện năm xưa mà Ji-won từng nói, rằng cô luôn có cảm giác mình đang ngồi trên con thuyền lênh đênh. Anh tự trách bản thân vì không thể làm đất liền vững chắc cho cô được, anh luôn muốn nhìn thấy Ji-won được hạnh phúc vì cô là người tốt. Nghe đến đây Ji-won liền nhận ra Hyun chính là chàng trai nằm ngoài bãi cỏ năm đó, còn Hyun thì luôn miệng bảo rằng em luôn nằm trong trái tim của tôi. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Hyun nhìn thấy Ji-won nằm bên cạnh mình, anh cứ ngỡ những gì xảy ra hôm qua chỉ là giấc mơ nhưng hóa ra là thật. Ji-won nói lời xin lỗi vì đã không nhận ra anh sớm hơn, đồng thời cô vẫn muốn anh làm đất liền vững chắc cho mình. Cô muốn cả hai cùng yêu, rồi cả hai cùng nhau hối hận và cô tin chắc rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Min-won dẫn Soo-min đi ra mắt mẹ mình để chuẩn bị cho việc kết hôn, tại đây cô ta nói dối tất cả mọi thứ về bản thân và gia đình. Nào là tốt nghiệp một trường đại học danh giá, gia đình cũng thuộc dạng có điều kiện. Ngồi bên cạnh Min-won cảm thấy ngại ngùng thay cho những gì mà cô ấy kể và dĩ nhiên là mẹ của anh ta chẳng thể nào từ chối được cô con dâu tương lai này. Ngay hôm sau mẹ của Min-won liền dẫn hai người đi xem nhà để làm quà cưới, nhưng đây chỉ là một căn hộ được bà thuê cho hai con. Biết điều này khiến Min-won như điên tiết lên khi trước đó bà đã hứa sẽ tặng cho anh một căn nhà chính chủ. Thêm vào đó bà không muốn cả hai đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài vì cho rằng Soo-min đang mang thai sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, nhưng thật ra đó là tính keo kiệt của bà.
Váy cưới hay kiểu trang điểm cũng do một tay bà lựa chọn, còn So Min chẳng hề có tiếng nói gì trong chuyện này. Hôm đó, các nhân viên trong công ty bất ngờ nhận được email báo hỉ của Min Won. Anh ta cảm thấy ngạc nhiên khi hôn lễ này anh đang muốn giấu kín và chỉ mới tiết lộ cho giám đốc biết. Min Won liền chạy đến gặp giám đốc để hỏi về email này. Anh giám đốc thừa nhận là bản thân đã phát đi thông báo đó. Vì đây là nguyên tắc ở công ty, khi có một nhân viên báo hỉ, rồi công ty phải chuẩn bị tiền mừng cưới, thêm vào đó nhóm đồng nghiệp của Min Won sẽ có một ngày nghỉ để đến tham dự. Min Won vẫn tỏ ra rất bực tức vì đây là đám cưới của anh muốn giấu kín đi một đám cưới đáng xấu hổ như vậy. Hóa ra tất cả mọi việc đều do một tay Hyun sắp xếp, anh đang muốn giúp Ji-won trả thù cặp đôi khốn kiếp đó. Anh giám đốc đưa cho ông nội Hyun xem một vài bức ảnh hẹn hò giữa anh ấy và Ji-won, anh giám đốc cảm nhận Hyun rất khác thường ngày. Hyun còn tươi cười vui vẻ bên cạnh cô gái đó nữa, anh biết ông đang cố ngăn cản Hyun đến với Ji-won, nhưng anh giám đốc cho rằng hãy nên để Hyun làm những gì mà cậu ấy muốn. Hôm đó là ngày diễn ra hôn lễ của Min Won và So Min, trước khi đi Hyun tặng cho Ji-won một sợi dây chuyền nạm kim cương giá trị. Anh muốn cô phải trông thật lộng lẫy khi có mặt ở đó, để cho Min Won phải cảm thấy hối tiếc khi nhìn lại cô người yêu cũ. Bên kia So Min đã thuê một bà thím đóng giả làm mẹ mình, bà ấy cũng đã thuộc lòng hết những gì mà So Min căn dặn. Chồng thì đã mất còn bà là một giáo viên, ông ấy trước khi mất còn để lại cho gia đình một doanh nghiệp và nhiều tài sản thừa kế. Bên ngoài Min Won đang đứng đón tiếp các vị khách và hai vị khách không mời mà đến cũng có mặt trong thần thái vô cùng sang chảnh. Ji-won đưa cho anh ta một phong bì mừng cưới trông có vẻ rất dày, anh ta liền đút vào túi mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Một lát sau Min Won mở phong bì ra xem thì nó không phải là tiền, anh ta hốt hoảng khi đó là một đơn kiện tụng vì Min Won đã vay của một ai đó. Ji-won tìm gặp cô bạn thân rồi còn khen bộ váy này rất hợp với cô ta, So Min không ngừng tại tiết lộ đây là chiếc váy mà mẹ Min Won đã lựa chọn đấy. Cô ta còn khoe bà ấy đối xử với mình rất tốt, Ji-won chỉ biết bật cười vì cô thừa biết làm dâu cho nhà đó khổ đến mức nào. Ji-won nói lời cảm ơn cô ta vì đã nhặt lại đống rác mà cô đã vứt đi, cô còn ném chiếc túi mà Min Won đã tặng trước mặt So Min. Rồi nói rằng cậu có thể dùng nó tiếp hoặc bán đi thì tùy, So Min như điên tiết lên nhưng chẳng thể làm gì hơn. Trong lúc hôn lễ đang diễn ra thì bất ngờ có sự góp mặt của En-ho, thêm vào đó là ba cô bạn thời ở trung học nữa. Họ đến đây là để phá đám So Min, khi trước đó vì cô ta mà bọn họ đã trách nhầm Ji-won. Ba cô nàng này không ngần ngại chỉ trích So Min khi dám cưới người yêu của bạn thân, khiến cả hôn trường không khỏi ngỡ ngàng. Min Won cảm thấy quá xấu hổ nên liền tìm cách tẩu thoát, còn mẹ anh ta thì không thể để cả ba làm loạn như vậy được. Bà ta tức điên lên rượt đuổi ba cô nàng chạy quanh hôn trường, biến hôn lễ này chẳng khác gì trò hề cả. Hyun sau đó đưa Ji-won về nhà, họ tươi cười vui vẻ khi kế hoạch phá đám đã thành công ngoài mong đợi. Đúng lúc đó có một cô nàng tiến đến khiến Hyun đứng hình, cô ấy giới thiệu rằng bản thân chính là hôn thê của anh Hyun. Ji-won thật sự bất ngờ trước những gì mà cô ấy nói, vì trước đó Hyun tiết lộ rằng bản thân chưa từng yêu ai cả. Tại đây anh ấy muốn giải thích mọi chuyện cho Ji-won nghe, nhưng cô thầm nghĩ đã chọn sai người nên không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh. Trở về nhà trong sự thất vọng, Ji-won nhận được điện thoại từ Jae-on, cô ấy khóc lóc rồi thông báo rằng quản lý Jang đã mắc ung thư dạ dày. Ji-won gục ngã trước tin sốc đó, có vẻ như cô đã hình dung ra người thế thân cho số phận của mình là chị ấy. Ngay hôm sau Hyun muốn nói chuyện với Ji-won, anh thừa nhận Ju Ja chính là vị hôn thê của mình. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của tương lai, dù chẳng có tình cảm gì nhưng anh buộc phải kết hôn với cô ấy. Bây giờ khi anh đã quay ngược được thời gian thì anh muốn thay đổi điều đó, cũng giống như việc Ji-won muốn thay đổi đi số phận của mình vậy. Hyun đã từng phạm sai lầm và bây giờ anh muốn sửa sai, anh muốn có một gia đình hạnh phúc và dĩ nhiên là có Ji-won trong đó. Ji-won cũng kể cho anh nghe câu chuyện về mẹ mình, bà ấy đã bỏ nhà ra đi khi cô vừa tròn 14 tuổi để tìm tình yêu cho riêng mình. Bố cô đã từng rất tổn thương sau cái ngày mẹ rời đi, Ji-won không muốn Hyun phải bỏ lại một ai cả vì điều đó sẽ làm họ tổn thương như bố mình. Không lâu sau đó Ju Ja gọi điện cho Ji-won và muốn được gặp cô, tại đây Ji-won xin lỗi vì không biết Hyun đã đính hôn với cô ấy. Đồng thời Ji-won cũng thừa nhận rất thích Hyun, trong chốc lát tôi đã có một giấc mơ thật hạnh phúc, bây giờ khi đã biết hết mọi chuyện thì tôi sẽ chấm dứt nó. Ju Ja không hiểu tại sao trước đó Ji-won đã yêu một anh chàng đến 7 năm, thậm chí là chuẩn bị đi đến kết hôn, nhưng rồi bất ngờ chia tay để yêu sếp của mình. Cô cho rằng Ji-won đang nhắm đến tập đoàn mà Hyun sẽ thừa kế, nhưng rõ ràng là Ji-won chẳng thèm bận tâm đến những thứ đó. Bên này Hyun trở về nhà thì nhìn thấy một hộp quà trước cửa, đó là sợi dây chuyền kim cương mà Ji-won đã trả lại. Sau khi cưới nhau về So Min mới cảm nhận được hôn nhân chẳng phải là màu hồng, nhưng cô ta làm như vậy là để trả thù Ji-won, đằng sau đó còn có những bí mật động trời khác. Việc mang thai giả không thể kéo dài được mãi thế nên So Min đã nói dối rằng bản thân đã bị sảy thai cách đây vài ngày. Cô ta còn đổ lỗi cho Min Won khi trước đó đã ném điện thoại vào người cô nên mới ra nông nỗi này. Chính vì thế mà Min Won luôn tự trách bản thân và còn yêu quý So Min hơn, đồng thời cô ta cũng dễ dàng qua mắt được người chồng của mình. Những ngày qua Jae-on cảm nhận được anh trai mình và Ji-won đang gặp vấn đề, cô cũng thừa biết nguyên nhân đó đến từ Ju Ja.
Jaehyun thật sự ủng hộ việc Hyun hủy hôn để đến với Jiwon. Dù đã đính hôn với Yuja nhưng anh ấy chẳng hứng thú gì với chuyện hẹn hò cả. Trước đây Hyun như người vô cảm vậy, chẳng quan tâm đến những thứ xung quanh, nhưng kể từ ngày gặp lại Jiwon thì anh ấy như người hoàn toàn khác. Jaehyun cũng kể cho Jiwon nghe về Yuja, cô ta chẳng từ bất cứ thủ đoạn nào để có được Hyun. Cách đây 5 năm Yuja biết tin Hyun có ý định hủy hôn nên rất tức giận, cô ấy còn tự hủy hoại bản thân mình để dằn mặt anh ấy nữa. Bên này Yuja đang lên kế hoạch để phá Jiwon, cô ta sẽ tiết lộ cho Somin biết chuyện Jiwon đang cặp kè với Hyun, đồng thời cũng tiết lộ luôn thân phận thật sự của anh ấy. Sáng hôm sau, Somin bất ngờ nhận được những bức ảnh thân mật giữa Hyun và chủ tịch, thêm vào đó là những bức ảnh anh hẹn hò với Jiwon. Somin thật sự sửng sốt khi biết Hyun có mặt trong danh sách các cổ đông, cô ta nhận ra rằng Jiwon đá Minwon cho mình là để đến với một đại gia như Hyun. Cô ta như tức điên lên khi biết kế hoạch phá hoại Jiwon không có một chút tác dụng, việc cướp lấy Minwon chẳng khác gì dọn giúp Jiwon một đống rác. Somin sau đó liền tiết lộ chuyện này cho Minwon biết khiến anh ta tức giận, nhưng cho rằng Hyun chỉ là tên nhãi sinh ra ở vạch đích không hơn không kém. Somin cho rằng Minwon nói ra những lời đó là đang ghen tị với Hyun, cô ta không ngần ngại chỉ trích Minwon là một kẻ kém cỏi và ngu ngốc. Khi anh ta đang nợ một khoản tiền lớn mà chẳng thể xoay sở, Somin đang có kế hoạch sẽ tống tiền Jiwon khi cô biết một số bí mật về cô ấy. Tối đó, Jiwon bất ngờ nhận được tin nhắn từ mẹ mình, bà ta bất ngờ muốn hẹn gặp cô sau nhiều năm cả hai cắt đứt liên lạc. Ngay sáng hôm sau cả hai mẹ con có mặt tại địa điểm đã hẹn, tại đây bà ta nói lời xin lỗi vì đã bỏ hai cha con Jiwon để đến với một người đàn ông khác. Rồi bà còn nói rằng thời gian qua mẹ nhớ con rất nhiều, mẹ không thể đến gặp con vì bố con luôn ra sức ngăn cấm. Nhưng thật ra việc tìm gặp Jiwon bất chợt như vậy đều có mục đích cả. Trước đó Somin đã tiết lộ cho bà biết Jiwon đang yêu một anh chàng đại gia. Thế nên bà ta đến đây cũng chỉ để vòi tiền con gái mà thôi, những lời nói đường mật đó khiến Jiwon không khỏi nghi ngờ. Nhưng sau đó cô cũng đưa bà ta đi khắp mọi nơi, cô đưa đi chụp ảnh, rồi dẫn bà đi mua sắm đủ mọi thứ. Jiwon vui vẻ như thể chẳng bận tâm gì đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng đó cũng chỉ là phép thử. Trong lúc vui sướng vì được con gái mua rất nhiều thứ, thì bà ta lỡ lời nhắc đến việc Jiwon cặp đại gia mới biết cách xài tiền. Nghe xong điều này Jiwon cũng không bất ngờ cho lắm, cô cũng thừa biết vì sao mẹ lại đột ngột muốn gặp mình đến vậy. Jiwon cũng thừa nhận cho bà biết rằng cả hai đã chia tay rồi, bà ta bực tức liền hỏi Jiwon lý do vì sao lại làm như vậy. Đáp lại cô cũng muốn biết tại sao mẹ lại bỏ bố mà đi, hôm nay cô đưa bà đi chơi khắp mọi nơi là vì muốn thử một lần được đi với mẹ. Muốn làm một đứa con gái ngoan và muốn cả hai thật vui vẻ, bây giờ cô đã thực hiện được điều đó và liền chào tạm biệt bà ta một cách thẳng thừng. Bà ta chơ chẽn đến mức thốt ra rằng nếu con cho mẹ 100 triệu won thì mẹ sẽ không bao giờ tìm gặp con nữa. Đáp lại Jiwon nói rằng con không có tiền và con cũng không có mẹ, trong quá khứ hay hiện tại và tương lai cũng thế, rồi Jiwon liền rời đi trong sự uất hận. Hôm đó Jiwon đang vội và lái xe trở về nhà, thì bên kia có một người đàn ông đang có ý định sát hại cô. Hắn ta lái một chiếc xe tải chạy băng băng lao thẳng vào hướng Jiwon, cùng lúc này Hyun bất ngờ có mặt ở đó. Anh liền dùng thân mình để ngăn cản hắn ta lại, chiếc xe tải đâm vào xe của Hyun trượt dài trước sự sững sờ Jiwon. Hyun sau đó bị thương rất nặng và được đưa vào bệnh viện, còn Jiwon thì vẫn chưa hết bàng hoàng. 6 ngày trước Yuja đã tìm gặp Minwon để nói về việc Jiwon đã cướp đi hôn phu của cô ta, đồng thời Yuja khiêu khích Minwon khi cho rằng Jiwon là kẻ phản bội anh. Yuja tiết lộ rằng Jiwon đang nắm trong tay một số tiền rất lớn sau khi yêu Hyun, cô ta muốn Minwon phải xử lý Jiwon và thừa hưởng gia tài kếch xù đó. Trở về nhà Minwon kể cho Somin biết Jiwon đang nắm trong tay 80 tỷ won, đó là số tiền mà Hyun đã tặng cho cô ấy. Nếu như Jiwon chết thì mẹ cô ấy sẽ thừa hưởng số tiền đó, đồng thời Minwon cũng biết một bí mật mà Somin luôn che giấu. Anh ta biết bố của Somin vẫn đang còn sống, ông ấy đang nợ xã hội đen với số tiền hơn 100 triệu won. Bố của Somin gánh số nợ đó giúp người tình của mình, và người ấy lại chính là mẹ của Jiwon. Trở lại với thực tại qua điều tra thì Seo Jun biết được Somin là người đã ra tay, Jiwon không hiểu tại sao cô ta lại làm như vậy vì đâu có ích lợi gì. Seo Jun tin chắc rằng phải có kẻ đứng đằng sau chỉ đạo, dù kẻ đó là ai thì Jiwon nhất định phải tìm ra và cô sẽ trả thù cho Hyun. Tối đó Jiwon hẹn gặp Somin để nói chuyện, nhưng cô ta nói rằng bản thân chẳng liên quan hay biết gì về vụ tai nạn của Hyun cả. Somin khóc lóc cho rằng chính Jiwon đã làm mình sảy thai, Jiwon bật cười trước điều đó vì cô thừa biết Minwon bị vô sinh. Dù vậy Somin nhất quyết sẽ không buông tha cho Jiwon vì cô ta cho rằng chính Jiwon đã phá nát cuộc đời mình. Cô ta tiết lộ cho Jiwon biết chính mẹ cậu đã ngoại tình với bố tôi đấy, thế nên tôi mới thành ra thế này. Đó là lý do mà tôi luôn muốn hủy hoại cuộc đời của cậu, tôi muốn cướp lấy những thứ hạnh phúc của cậu để trả thù. Thật ra năm xưa Jiwon đã biết chuyện mẹ mình yêu bố Somin, thế nên cô luôn đối xử rất tốt với Jiwon. Cô muốn cả hai cùng nhau được hạnh phúc để đổi lại sự bất hạnh mà cả hai đã từng trải qua. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, những thứ mà Somin đang nhận là do bản thân tự chuốc lấy và Jiwon sẽ không tha thứ cho cô ta dù xảy ra bất cứ chuyện gì.
Bên kia Seo Jun bắt gặp quản lý Giang, cô ấy vội vàng bỏ đi khi vừa chứng kiến chồng mình ngoại tình với một cô gái trẻ tuổi. Seo Jun liền đuổi theo thư ký Giang, anh khuyên cô nên tỉnh táo lại, nếu như bắt gặp hắn ta ngoại tình thì hãy làm gì đi chứ. Sao cô lại chọn cách chạy trốn như vậy, đó là lý do hắn ta dám làm thế ở chính cửa hàng của bố cô đấy. Hôm sau Hyun tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê, Ji Won luôn túc trực bên cạnh tỏ ra vô cùng vui sướng. Ngay sau đó cô đưa anh ấy về nhà, Hyun liền ôm chầm lấy Ji Won, anh muốn cả hai làm như thế này một lúc. Tại đây Ji Won nói lời xin lỗi vì không tin tưởng anh, nhưng Hyun cho rằng bản thân mới là người phải nói ra câu đó. Anh thừa biết bản chất mưu ma và độc ác của Ju Ja, dù vậy anh phải mất 3 năm mới có thể kết thúc với cô ta. Bây giờ Ji Won đã rõ Ju Ja chính là người muốn giết mình, vì khi cô chết thì Min Won và So Min sẽ nhận được tiền. Ji Won cũng tiết lộ cho Hyun biết vận mệnh của mình đã chuyển sang quản lý Giang, việc Min Won và So Min kết hôn chưa phải là kết thúc. Vẫn còn thiếu một thứ gì đó mà Ji Won chưa thể tìm ra để bảo vệ quản lý Giang, và cô muốn Hyun sẽ luôn bên cạnh mình trong khoảng thời gian này. Tối hôm đó quản lý Giang cùng với Ji Won đi bắt chồng cô ấy ngoại tình, họ muốn có bằng chứng cụ thể trong việc chồng thư ký Giang ngoại tình. Hiện trường tại đây khiến Ji Won nhớ đến vụ việc mà bản thân đã trải qua, cảnh sát cũng liền chụp ảnh cả hai người bọn họ. Thế nhưng cô gái kia bảo rằng chỉ đến đây để đưa cho anh ấy vài món ăn, còn chồng của quản lý Giang thì tỏ ra bực tức khi vợ lại nghi ngờ mình như thế. Ngay sau đó anh ta đuổi tất cả ra ngoài, nhưng Ji Won chưa muốn đi vội. Cô lấy một chiếc gậy đánh gốt đập nát chiếc bàn kính, cô sợ quản lý Giang sẽ đi vào vết xe đổ của bản thân trong quá khứ. Nghe thấy tiếng động thì hai anh cảnh sát liền chạy vào, còn anh ta thì luôn miệng đe dọa sẽ kiện Ji Won vì làm như thế. Quản lý Giang thừa biết những gì anh ta lén lút làm sau lưng mình, chỉ là cô chưa thể bắt tại trận anh ta mà thôi. Cô liền cho anh ta một cái tát, đáp lại anh ta đẩy quản lý Giang ngã ra phía sau. Thật may mắn khi chiếc bàn đã bị Ji Won đập vỡ trước đó, còn không thư ký Giang khó lòng mà qua khỏi cửa tử. Thấy thế Ji Won định cho anh ta một trận nhưng phía cảnh sát ngăn cản, rồi sau đó mọi người đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc. Ji Won dường như đã biết lỗ hổng trong chuyện hoán đổi số phận này rồi, tất cả mọi thứ nằm ở tên khốn Min Won. Anh ta bây giờ không có lý do gì để giết So Min và Ji Won sẽ khiến anh ta thay đổi suy nghĩ đó. Như thế mới có thể cứu lấy quản lý Giang, Ji Won sẽ bắt đầu quyến rũ Min Won trở lại. Ngay hôm sau cô liền bắt tay vào kế hoạch của mình, việc đầu tiên là cô và Hyun sẽ xảy ra xung đột để cho Min Won thấy. Sau đó là tiếp cận anh ta bằng những lời nói mật ngọt, cho anh ta biết được bản thân và Hyun đang rạn nứt trong tình cảm. Tối hôm đó Ji Won chủ động mời Min Won đi làm một ly, cô liên tục ôn lại những kỷ niệm mà cả hai từng hạnh phúc với nhau. Thêm vào đó Ji Won còn chỉ trích bản chất của So Min, cô cho rằng So Min đã cố tình hãm hại em tối hôm đó. Hyun cũng đã cho người theo dõi em, vì không có lý do gì mà anh ta lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Trước những gì mà Ji Won nói khiến tên khốn Min Won siêu lòng, anh ta còn ôm lấy cô như thay một lời động viên hay an ủi. Ngay sau đó cả hai chia tay nhau ra về, Hyun cũng đã chờ sẵn để đón Ji Won. Trong khi đó Min Won gọi điện cho Ju Ja, anh ta mừng rỡ khi cho rằng Ji Won không biết mình đứng sau mọi chuyện. Anh ta muốn Ju Ja chỉ cần xử lý mẹ của Ji Won và bố của So Min mà thôi, từ đó Ji Won sẽ tự dâng hiến 80 tỷ cho anh ta. Còn Ju Ja sẽ có tập đoàn và Hyun, nhưng Ju Ja không nghĩ Ji Won lại dễ dàng bị qua mặt đến vậy. Trở về nhà Min Won muốn được ly hôn với So Min, cô ta thắc mắc có phải anh vừa đi gặp Ji Won về đúng không? Nếu như anh đến với Ji Won thì chỉ có một mình em gặp rắc rối, Min Won chỉ biết câm lặng trong giây phút đó. Tối đó Ju Ja đã cho người bắt cóc mẹ Ji Won và bố So Min, cô ta đưa cả hai đến một khu nhà bỏ hoang. Bên này tên khốn Min Won gọi điện cho Ji Won, anh ta muốn hẹn gặp cô trong vòng 15 phút nữa. Ngồi một mình tại văn phòng Ji Won cảm nhận có ai đó đang theo dõi mình, cô đi ra ngoài kiểm tra thì bắt gặp Min Won đang ở đây. Ji Won quá sợ hãi nên liền tìm cách lẫn trốn, trong khi đó anh ta liên tục gọi tên và tìm kiếm cô. Biết đã bị phát hiện nên Ji Won liền chạy trốn, nhưng rồi cô cũng không thể nào thoát khỏi được hắn ta. Min Won tức giận nói rằng tại sao cô lại giễu cợt tôi thật sự đã rất muốn quay lại với cô cơ mà. Đáp lại Ji Won nói rằng anh đã định giết tôi còn gì, tôi từng có ý định đẩy So Min cho anh nhưng như thế là chưa đủ, tôi phải cho anh xuống địa ngục kia kìa. Bây giờ anh hãy giết tôi đi, nhưng lần này làm cho tử tế vào, nếu không tôi sẽ là người giết anh đấy. Tên khốn Min Won không chừng trừ liền bóp chặt lấy Ji Won, anh ta định sẽ kết liễu đời cô nhưng Hyun đã có mặt đúng lúc. Hyun tức giận liền cho tên khốn Min Won một bài học nhớ đời, dù rằng cơ thể anh vẫn chưa khỏi hẳn sau vụ tai nạn. Ji Won sau đó được đưa đến bệnh viện sau cơn bất tỉnh, còn Min Won và Hyun bị cảnh sát tạm giữ vì ẩu đả lẫn nhau. Một lát sau phía cảnh sát cho thả Hyun, còn tên khốn Min Won vẫn còn ở trong đó gào thét đến tuyệt vọng. Ra bên ngoài Hyun muốn Seo Jun điều tra về khoản nợ của Min Won, đồng thời phải thúc đẩy họ siết nợ anh ta đến cùng. Sau khi xuất viện thì Ji Won muốn được về nhà, cô vẫn chưa thôi ám ảnh về những hành động đó của Min Won. Bên kia So Min chủ động tìm gặp Ju Ja, đồng thời cô cũng biết Ju Ja đang bắt cóc bố mình. So Min có bản ghi âm về cuộc điện thoại giữa hai người trước khi ông ấy mất tích,
cô lấy nó để đe dọa Ju-ja nếu như ông ấy gặp mệnh hệ gì. Ju-ja đã xử lý bố của So-min và mẹ của Ji-won rồi, bây giờ cô ta đang lo lắng khi So-min lấy bản ghi âm đó để thao túng mình. Ju-ja liền cho người ngăn chặn các bài báo nói về hai người đó, đồng thời cô ta đang tìm cách để trừ khử cả So-min và Min-won cùng một lúc. Sáng hôm sau, Min-won được thả tự do nhờ Ju-ja giúp đỡ, cô ta cũng tiết lộ cho Min-won biết So-min đã uy hiếp tôi. So-min bảo anh đòi ly hôn và cô ta không thể chết một mình được, cô ta còn nói sẽ không để anh đi dễ dàng như vậy đâu. Cùng lúc này, Min-won nhận được điện thoại từ công ty, họ đã quyết định sa thải anh ta. Khi anh ta vừa về đến nhà thì nhóm đòi nợ đã chờ sẵn ở trước cửa. Một lần nữa họ đe dọa sẽ lấy mạng anh ta nếu như không trả tiền đúng hẹn. Vào trong nhà, Min-won đột nhập vào máy tính của So-min. Tại đây anh ta phát hiện ra tài khoản của cô ấy có tận 80 triệu won. Tối đó Hyun hẹn gặp So-min để nói chuyện. So-min tiết lộ bản thân và Min-won đã quyết định ly hôn. Bây giờ cô đã dọn ra khỏi nhà của anh ta rồi. So-min thừa nhận bản thân đã bị quả báo vì mù quáng trong tình yêu mà phản bội lại cô bạn thân Ji-won. Tại đây Hyun bất ngờ hỏi So-min rằng cô đã cố giết Ji-won đúng không? Nếu tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Việc Ji-won và Min-won quay lại với nhau tôi đã biết rồi, cô hãy buộc tội họ vì tội ngoại tình đi. Nếu cô muốn tôi sẽ thuê luật sư giỏi giúp cô chỉ cần hoàn thành vai trò vợ hợp pháp của anh ta mà thôi. So-min bây giờ tin Hyun đang đứng về phe mình, nhưng cô ta đâu biết đó là kế hoạch của Hyun mà thôi. Hôm sau Hyun dẫn Ji-won tới để ra mắt với ông ngoại, ở đó còn có sự hiện diện của Ju-ja nữa. Rơi vào hoàn cảnh này khiến Ju-ja vô cùng bực tức, cô ta muốn được xử lý Ji-won sớm nhất có thể. Trong kia Ji-won nói cho ông ấy hiểu bản thân thật sự rất yêu anh Hyun, cô muốn ông hãy yên tâm giao phó anh ấy cho mình. Bây giờ ông mới bắt đầu tin tưởng Ji-won, một cô gái hiền lành và thật thà mà cháu trai ông đang cần. Bên này Min-won về nhà thì có một bưu phẩm gửi đến, đó là chính sách bảo hiểm của công ty. Trên đó có ghi rõ ràng rằng nếu vợ hoặc chồng chết sẽ được nhận 500 triệu won, một số tiền quá lớn khiến anh ta không thể nào bỏ qua được. Ngay sau đó Min-won đem bản hợp đồng bảo hiểm đó cho Ju-ja xem, anh ta muốn cùng Ju-ja xử lý So-min vì cả hai đều có lợi trong chuyện này. Bên kia Hyun nhắn tin cho So-min nói rằng Min-won và Ji-won đang ở phòng 1355 tại khách sạn Winton. Không lâu sau đó Ji-won liền tìm đến đó trước sự chứng kiến của So-min, nhưng khi cô ta vào kiểm tra thì không thấy Ji-won đâu cả. Thay vào đó là Min-won với Ju-ja đang trên giường, mọi thứ như cách mà Ji-won đã từng đối diện trong quá khứ. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến So-min không thể tin vào mắt mình, tại đây So-min đe dọa Ju-ja rằng sẽ giao bản ghi âm đó cho phía cảnh sát. Rồi cô liền chụp ảnh hai người để làm bằng chứng, nhưng khi định rời đi thì người của Ju-ja ngăn chặn lại. Ngay sau đó So-min bị bọn họ chút thuốc mê, rồi chờ thời cơ để Min-won tự xử lý. Trong khi Min-won một mình đưa So-min rời đi, thì Ju-ja muốn lật kèo trong kế hoạch này, cô sẽ cho Min-won chịu tội một mình. Xóa mọi bằng chứng liên quan đến bản thân và đẩy Min-won vào tù một cách êm đẹp. Cùng lúc này So-min đã tỉnh lại khi trước mắt cô là Min-won, anh ta đưa cho So-min xem số tiền trong tài khoản của cô đã được chuyển sang anh ta hết rồi. Ngay sau đó Min-won cắt bình ga để tạo hiện trường giả, nhưng khi quay trở lại thì So-min đã biến mất tiêu. Cô ta bất ngờ lao ra với một con dao trên tay, vì quá sợ hãi nên Min-won cầu xin cô ta tha mạng, đồng thời anh ta liền đưa chìa khóa xe cho cô. Khi So-min với tay lấy thì liền ăn một cái ghế vào người, đáp lại So-min cũng cho anh ta một cái đá đau đớn vào chân giữa. Cả hai sau đó lao vào nhau, So-min đẩy ngã Min-won ngã ra phía sau, nó giống y hệt khoảnh khắc mà Ji-won đã từng trải qua. Và dĩ nhiên tên khốn đó không thể nào thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, không lâu sau đó cảnh sát liền có mặt tại hiện trường nhưng So-min đã bỏ trốn. Hyun thừa biết Ju-ja cũng là chủ mưu trong chuyện này, anh nhắn nhủ cô ta ngay từ đầu từng đụng đến Ji-won thì mới phải. Cô ta giả với ngây thơ như thể chẳng biết chuyện gì cả, rồi còn nói rằng anh có bằng chứng để buộc tôi không. Đúng lúc đó người của Hyun mang mẹ của Ji-won và bố của So-min đến, khiến Ju-ja hốt hoảng vì trước đó cô đã cho người thủ tiêu cả hai rồi. Hóa ra trước đó Hyun đã mua chuộc người của Ju-ja và anh này đã không làm theo những gì mà cô ta sai bảo. Hai ông bà kia cũng bị bắt về đồn để lấy lời khai và Ju-ja cũng không phải là ngoại lệ. Sáng hôm sau quản lý Giang tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê, vận mệnh của cô ấy đã thay đổi. Cô ấy không phải hứng chịu một cái chết nào cả, thứ cô muốn nhất lúc này là chấm dứt với người chồng sớm nhất có thể. Tối hôm đó có người đến gọi cửa nhà Ji-won, thông qua camera thì cô không thấy ai cả. Ji-won mở cửa ra kiểm tra thì So-min xuất hiện rồi dí súng điện vào người cô, khi Ji-won tỉnh lại thì tay đã bị trói chặt. Đằng kia So-min đang tưới xăng lên khắp nhà, cô ta đang muốn thiêu cháy mọi thứ và cả Ji-won nữa. Ji-won bất ngờ dùng sức mạnh tự cởi trói cho bản thân, rồi liền quật ngã So-min xuống sàn chỉ trong giây lát. Thật ra Ji-won và Hyun đã biết trước So-min sẽ tìm đến đây, nên đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ để đối phó. Ngay sau đó Hyun cùng phía cảnh sát liền có mặt để bắt giữ So-min, cô ta không có một lời nào bào chữa khi đã bị camera trong phòng ghi lại. Bên kia sau khi lấy lời khai thì Ju-ja được tạm thả tự do, cô ta đang lên ý tưởng sẽ trốn khỏi Hàn Quốc ngay tối hôm nay. Ju-ja lái xe băng băng trên đường với tốc độ cực kỳ nhanh, chuyện gì đến cũng phải đến khi cô ta đã gặp tai nạn ngay sau đó.
Sáng hôm sau, Hyun phát hiện ra hình xăm trái tim trên ngực anh đã biến mất, cùng lúc đó đài truyền hình đang đưa tin về vụ tai nạn của Yuja. Đến đây cả hai mới nhận ra vận mệnh của Hyun đã hoán đổi cho cô ta và vụ tai nạn là minh chứng cho điều đó. So Min ở trong tù như hóa thân thành một kẻ điên dại, cô ta luôn nhìn thấy hình bóng của Min Wan quay về. Anh ta cứ hiện ra trước mắt khiến So Min như phát điên lên, cô ta luôn miệng bảo rằng không thể để Ji Won có hạnh phúc được. Ji Won bây giờ đang rất hạnh phúc bên cạnh Hyun, cả hai còn tiến đến kết hôn trước sự vui mừng của tất cả mọi người. Sau những gì họ đã trải qua thì xứng đáng với điều đó, cả hai đã tự đấu tranh để thoát khỏi vận mệnh đen tối của bản thân. Một thời gian sau, hai vợ chồng có một cặp song sinh rất khấu khỉnh, cả gia đình sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau cho đến tận cuối đời. Đến đây bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.